Cảm ơn Chúa vì chúng ta được trở lại trong buổi tối hôm nay. Praise the Lord that we get to return this evening. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được nhiều cái sự nhắc nhở trong lời của Chúa trong buổi tối hôm qua. We praise the Lord for all of His reminders in His Word last night. Một số anh em đến gặp tôi và nói rằng mục sư ơi, sao chúng tôi chưa được dạy những điều này? Some of you came to me and said, Pastor, why is it that we haven't been taught these truths? Vì bối cảnh của hội thánh truyền thống hay là một số anh chị em xuất thân từ Công giáo La Mã thì biết rằng đây là những điều mà người ta không tin cho nên không dạy, không nói cho ai biết. It is because the traditional church, as well as those of you that may come from the background of the Roman Catholics, their people don't believe in these things. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đang khôi phục quyền năng của Ngài trên hội thánh của Chúa. We praise God because He's renewing, restoring, bringing to light His power in His church. Và Ngài kéo chúng ta trở lại với lời của Ngài. And He's calling us back to His word. Và lời của Chúa đem lại cho chúng ta sự sống. And His word brings life. Và Đức Thánh Linh làm cho lời của Ngài trở nên sống động trong đời sống của chúng ta. And the Holy Spirit allows the word of God to come alive in each and every one of us. Và lời của Chúa đem lại cho chúng ta đức tin. And the word of the Lord brings to us faith. Và khi chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ bước đi trong thẩm quyền mà lời của Chúa nói rằng đã ban cho chúng ta. And once we understand God's truth, we can then walk in the authority by which God has already planned for us. Cảm ơn Chúa, tối hôm qua khi nghe âm thanh của các anh chị em công bố lời của Chúa ở trên đời sống của mình. I praise God because when we heard everyone's voices declaring the word of God over your very own lives, mình tin chắc rằng những điều lời của Chúa khi mình đặt mình vào trong lời của Chúa, mình thấy được sức mạnh ở trong ơn của Chúa. We can feel the power of God as we put our names, ourselves in His word. Bởi vì lời Chúa bây giờ có một cái sự nhập thể bước vào ở trong thân thể của chúng ta, đời sống của chúng ta. Because then the word of the Lord can step into our lives and take action. Và lời của Chúa sẽ hành động xuyên qua cuộc đời của chúng ta. And the word of the Lord begins to take application into our everyday lives. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã được nhắc nhở suốt trong buổi tối hôm qua. Đó là Chúa Ngài ban chúng ta thẩm quyền để trong danh Đức Chúa Giêsu chúng ta có thể chữa lành những người đau ốm. We praise God because the word of the Lord reminded us that we can take the name of Jesus Christ and heal the sick. Chúng ta không cầu nguyện cho người ta được lành. We don't pray for them to be healed. Nhưng mà Chúa truyền lệnh chúng ta đi ra và chữa cho người ta được lành ở trong danh Đức Chúa Giêsu. But the Lord commands us to go out. He sends us to heal the sick. Và nhớ rằng Chúa Ngài đã ủy quyền cho chúng ta và truyền lệnh cho chúng ta để thực hiện công việc này. And we must remember that the Lord tells us to do this, commands us and sends us out to do so. Cho nên chúng ta cần phải có đức tin và chúng ta đứng lên, chúng ta sử dụng thẩm quyền Chúa Ngài ban cho. So we must walk in faith and use the authority by which God has given us. Đừng vô tín ở trong công việc, chúng ta lại năn nỉ Đức Chúa Trời làm công việc mà Ngài nói rằng ta đã ủy quyền cho các con làm. Don't misguidedly go and pray and ask God to do what He has told you to do. Chúng tôi nhấn mạnh điều này bởi vì đa số các con cái của Chúa sau khi được huấn luyện một thời gian, chúng tôi nghe cách anh chị em phục vụ những người đau ốm, thấy rằng anh chị em lại nài xin Đức Chúa Trời, xin Chúa thương xót, xin Chúa chữa lành cho người này. Đây là điều mà chúng ta biết rằng Chúa Ngài không vui. And this, the reason why I emphasize this point so much is even after attending a training like this, brothers and sisters will go out in the name of the Lord Jesus Christ and heal the sick. And then after a period of time, when time has passed, we'll hear them again and we hear them reverting back to the old ways, and that is praying for the sick again. Và chúng ta thấy rằng, bởi vì chúng ta thấy những người đi trước, những người tin Chúa trước chúng ta, luôn cả những mục sư đã làm điều đó, cho nên chúng ta cứ bắt chước việc họ làm chứ chúng ta không làm theo như lời Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho chúng ta. And one reason could be that we are seeing the example set before us. It could be a pastor who has praying for healing. It could be a believer, a more mature believer, a long time believer before you, who's gone before you, and they're praying for healing. So then you revert back to the old ways. Cho nên chúng ta cần phải để cho lời của Chúa xác nhận trong chúng ta, đó là trong danh Đức Chúa Giêsu chúng ta có thể chữa lành cho người bệnh. So we must let the word of the Lord come alive in each and every one of us. And the word of the Lord affirms to us, He confirms and He says that you can heal the sick in the name of Jesus Christ. Amen, anh chị em. Amen. Sao yếu vậy? Why is it so? There anh chị em quên những điều mình đã học tối hôm qua rồi. Surely you didn't forget what you learned last night already.
Trong danh Đức Chúa Jesus, bạn có thể chữa lành những người đau ốm. In the name of Jesus Christ, you can heal the sick. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục buổi tối hôm nay với cái điểm mà chúng ta kiện toàn để chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng chúng ta trong việc chữa lành những người đau ốm. So now we're going to continue in our lessons and our teachings about how God can use us to heal the sick. Chúng ta đến với phần các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã từng trải sự thất bại trong việc chữa lành người bệnh. We're going to touch upon the part where Christ's disciples experienced failure to heal the sick. Và anh chị em, chúng ta tìm thấy ở trong Matthew chương 17 câu số 14. When we look at Matthew 17 verse 14. Và câu số 15. And 15. Khi Đức Giêsu và môn đồ trở lại với đoàn dân, thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin thương đến con trai của tôi vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá. Thường khi té vào lửa và té xuống nước, tôi đã đem nó cho môn đồ của Chúa nhưng chữa không được. Matthew 17 verse 14. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long should I put up with you? Bring the boy here to me. Và trong câu số 17, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Chúng ta thấy ở tại đây lời của Đức Chúa Giêsu khi Ngài trả lời với người cha này, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài trả lời cho cả dân chúng cũng như các môn đồ của Chúa có mặt ở tại đó. We see here in Jesus Christ's response that as he's responding to the Father, he's actually responding to all those that are present, and that includes the disciples. Chúng ta để ý Chúa Ngài trả lời cho cái người cha này, cho cái việc thất bại của các môn đệ của Chúa không đuổi được quỷ ra khỏi cái đứa trẻ này. Chúa trả lời như thế này. Let's look again at how Jesus responds to the disciples as they were not able to cast out the demons in this young person's life. Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Verse 17. You unbelieving and perverse generation, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Lý do mà Chúa Ngài nói như thế này là bởi vì các môn đồ của Chúa đã từng đuổi quỷ trước cái sự kiện này. The reason why Jesus Christ responds this way is because the disciples had previous to this event cast out demons. Nhưng mà lúc này thì Chúa Ngài lên núi để hóa hình và Ngài đi với các môn đồ thân cận nhất của Chúa, mà chúng ta thấy rằng ba người họ đã ở trên núi với Chúa. And you see here in this circumstance, the setting of the story is when Jesus Christ went up to the mountain with his disciples. Để chúng ta thấy ở tại đây là các môn đệ của Chúa từ trước đến giờ là họ nương cậy cái việc Chúa Giêsu đang đứng ở tại hiện trường, đứng kề bên cạnh họ. You see the disciples up until they have always depended on the fact that Jesus Christ was standing right next to them. Nhưng mà bây giờ Chúa Ngài ở trên núi và họ thì phải đối diện với con quỷ này. But here in this situation, Jesus Christ was up on the mountain and they were here with the demon alone. Thì họ không thấy được cái thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy quyền cho họ để sử dụng. And they lost sight of the authority by which Jesus Christ gave them. Và họ không có đức tin để có thể sử dụng thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ban cho họ. And they didn't have the faith by which to use that authority. Cho nên Chúa Giêsu Ngài hỏi rằng: Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? So Jesus Christ asked him, how long shall I stay with you? Chúng ta đã được nhắc nhở rằng Chúa Giêsu có một chức vụ chữa lành, giải cứu cũng như là rao giảng tin lành nước trời. We were reminded last night that Jesus Christ had the ministry to heal the sick as well as cast out demons and preach the good news to the poor. Và Ngài muốn chuyển giao cho các môn đồ của Ngài. And he wanted to impart that ministry to his disciples. Chúa chuẩn bị vì Ngài biết rằng Ngài sẽ sớm trở về cùng với Christ Chúa Cha. Christ was preparing because he knew he would soon ascend to the Father.
Thì bây giờ phải có những người tiếp nối công việc của Chúa. And there had to be people who would continue in the ministry. Họ phải biết rằng họ có thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy quyền cho họ. The people by which he would continue the ministry had to understand that they had the authority to do so. Họ phải tin rằng danh của Đức Giêsu là danh quyền năng. They had to believe that the name of Jesus Christ was the name of power. Khi danh của Chúa được công bố ra thì tất cả mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều phải quỳ xuống. And that every time the name of Jesus Christ was spoken, every knee would bow, every tongue would confess that he is Lord. Mặc dù Chúa không có mặt ở tại đó với họ trong thân thể của con người. Even though Christ was not present with them in the flesh. Nhưng mà bởi danh của Ngài khi chúng ta công bố ra thì như Chúa đang đứng ở tại đó để xác nhận danh của Ngài là danh quyền năng. But the disciples should have known that when they speak the name of Jesus Christ, it's as if he is there. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra ở tại đây ngay lúc này đó là thế nào Đức Chúa Giêsu có thể đòi hỏi ngay cả muốn thấy các môn đồ của Chúa làm phép lạ này? The question that we have to ask ourselves now is how could Jesus have possibly expected and even demanded his disciples to do this miracle? Chắc chắn là Chúa không vô lý để đòi hỏi các môn đồ của Chúa làm công việc mà họ không có khả năng để làm. Surely it wouldn't be unreasonable for Jesus Christ to ask the disciples to do something by which he asked them. Nhưng mà Chúa Ngài đòi hỏi điều này từ nơi họ. But he demanded this of his disciples. Bởi vì họ là môn đồ của Ngài và đã được huấn luyện để làm việc Ngài làm. Because they were his disciples and they were trained to do so. Và Ngài đã ban quyền năng chữa lành đuổi quỷ cho họ. And Jesus Christ had given them the authority to heal and cast out demons. Và Ngài đã sai họ đi ra để truyền lệnh cho họ phải chữa lành những người đau ốm. And he sent them out to do this work. Cho nên Chúa Ngài không đòi hỏi một cách quá đáng, nhưng mà đòi hỏi bởi vì những người Chúa huấn luyện, Ngài muốn thấy họ đứng lên để làm công việc mà Ngài đã huấn luyện họ. So Jesus Christ was demanding of them something that was ridiculous and absurd. No, he was asking them to do exactly what he equipped them to do. Nên Chúa Giêsu bảo hãy đem con đến đây cho ta. So Jesus Christ said, bring the boy here to me. Rồi Chúa Giêsu Ngài quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ và từ đó đứa trẻ được lành. And then in verse 18, we're going to see that Jesus rebuked the demon and immediately it came out of the boy. Anh chị em có thể khoanh tròn chữ quở trách. You can circle the word rebuked. Và các môn đồ đến gần Đức Giêsu sau khi thấy được điều này thì họ hỏi riêng rằng vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được. And in verse 19 the disciples came to Jesus in private and they asked him, why couldn't we drive it out? Trong việc mà chúng ta phục vụ những người đau ốm. In the ministry of healing the sick. Chúng ta thường đưa ra có nhất là 4 cái lý do để giải thích tại sao người bệnh không được lành khi chúng ta phục vụ họ. We often give about 4 reasons to explain why the sick are not being healed. Thứ nhất đó là không phải ý của Chúa. First of all, we say that it's not God's will. Chúa không muốn chữa lành cho nên họ không được lành. God doesn't want to heal them. That's why they're not healed. Thứ hai đó là không phải thời điểm của Chúa. The second thing we say is it's not in God's timing. Lý do thứ ba đó là người bệnh có tội cho nên không nhận được sự chữa lành. The third excuse that we say is that the sick person is full of sin and so can't receive healing. Và thứ tư đó là người bệnh thiếu đức tin cho nên không được lành. Number four is also that the sick lacks the faith to receive healing. Đôi khi cái lý do thứ tư này nó đúng. Sometimes we can see that this fourth reason can be true. Bởi vì khi một tín đồ không chịu xưng tội ăn năn thì người đó có thể ngăn trở cái sự chữa lành của Chúa đến cho họ. Because when a person refuses to repent of their sin, it can hinder them from receiving their full healing. Lý do Chúa ngày chần chờ trong sự chữa lành bởi vì Ngài muốn cái người đó ăn năn bởi vì Chúa quan tâm đến tâm linh của họ hơn là thể xác. The reason why God wants people to repent before they're healed is because he cares more about their spiritual life than he does about their flesh life. Nhưng mà chúng ta cùng xem lại xem 4 cái lý do này thì chúng ta sẽ thấy cái lý do thật ở phía sau. Thứ nhất đó là chúng ta thấy rằng người ta nói không phải ý của Chúa hoặc là không phải thời điểm của Chúa. Let's revisit these four excuses in detail. First is, as we say, that it's not God's will or it's not his time. Điều này làm cho chúng ta đổ lỗi cho Chúa đó là tại Chúa mà cái người này không được lành. We must recognize when we use these two excuses, we're actually blaming God. It's God's fault why this person is not healed. Và lý do thứ ba và thứ tư thì người bệnh có tội và người bệnh thiếu đức tin. The third reason is that the sick person has sin in their life or they lack faith.
thì chúng ta trách cái người bệnh, họ chính là cái lý do họ không được lành. So ultimately we're blaming the sick person is that they don't have the faith and that's why they're not being healed. Và như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta hiếm khi tự trách mình khi phép lạ không xảy ra. So in this we must recognize that we rarely accept the responsibility. We rarely accept the blame for ourselves. Chúng ta xem Đức Chúa Giêsu ngài cho chúng ta biết lý do tại sao. So let's look and see what Jesus Christ says. Chúa Giêsu đã cho biết lý do nào để giải thích trong trường hợp này tại sao phép lạ không xảy ra. Jesus gives the explanation as to why the miracle didn't take place. Ngài nói rằng ấy là tại các ngươi ít đức tin. In verse 20, the Lord says, because you have so little faith. Như vậy lỗi của ai mà phép lạ không xảy ra? So in reality, whose fault is it? Theo như Chúa Giêsu thì lỗi của ai? So according to Jesus Christ, whose fault is it that the demons were not cast out? Của Chúa? Is it God's fault? Của người bệnh? Is it the person who's been oppressed by these demons? Lý do nào mà khiến cho phép lạ không xảy ra? What is the reason why this miracle didn't take place in the scriptures? Vì các ngươi. He says because you. Ít đức tin. Or of little faith. Ouch. Như vậy chúng ta cần phải kiện toàn đức tin của chúng ta thế nào để chúng ta có thể thấy phép lạ luôn xảy ra? So what we really have to do when we are able to receive this truth is we have to evaluate our faith and see where exactly do we stand. Và Chúa Giêsu ngài tiếp tục nói, vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó thì nó sẽ liền dời qua và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. So when we go on, we see in the scripture, the Lord says, I tell you the truth. If you have faith as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Chúng ta thấy tại đây Chúa Giêsu ngài nói rằng nếu đức tin của các ngươi bằng một hạt cải. We see the Lord saying that if your faith is as small as a mustard seed. Chúng ta biết cái hạt cải thì nó rất là nhỏ. We know that a mustard seed is very, very little. Nhỏ hơn cái sesame seed, nhỏ hơn cái hạt mè. It's smaller than a sesame seed. Rất là nhỏ. It's very little. Nhưng mà nếu có cái đức tin chỉ nhỏ bằng hạt cải đó thôi thì có thể truyền lệnh cho một cái núi nó dời đi thì núi nó cũng phải vâng lời. But the Lord tells us if we have faith but just as a mustard seed, we could tell a mountain to move and it would. Và câu kế tiếp nhắc nhở chúng ta này. Verse tells us, không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. It says there's nothing that will be impossible for you. Như vậy đức tin dời núi ở tại đây là gì? So let's ask the question. What is it to have this mountain moving faith? Câu 21 cho chúng ta thấy một trong những điều mà Chúa ngài hé mở cho chúng ta ở tại đây trong câu 21. Nhưng loại quỷ này chỉ trừ được bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn. But verse 21 gives us a hint on what needs to take place. Matthew verse 17 verse 21. But this kind does not go out except by prayer and fasting. Như vậy tại đây Chúa Giêsu ngài cho chúng ta thấy rằng đức tin dời núi có thể đến qua sự kiêng ăn và cầu nguyện của chúng ta. So here Christ is telling us this mountain moving kind of faith can come through prayer and fasting. Bởi vì cái thứ quỷ này thường các quỷ khác thì các môn đồ của Chúa đã đuổi một cách dễ dàng. So pay attention, it says here, but this kind, other kinds of demons, they can be cast out in a regular kind of way. Vấn đề này cũng hé mở cho chúng ta trong thế giới linh. But this Bible verse also gives us a glimpse into the spiritual realm. Quỷ cũng có nhiều loại. That there are many kinds of different kinds of demons. Rất là nhiều loại các môn đồ của Chúa cũng như chúng ta có thể đuổi một cách rất là dễ dàng. There's many demons that we can that the disciples as well as ourselves we can cast out easily. Nhưng mà trong trường hợp này cái loại but quỷ in this này case, this kind, thì Chúa Giêsu nói rằng chúng ta nếu không có kiêng ăn và cầu nguyện thì chúng ta không đuổi nó được. Then Jesus Christ tells his disciples that if we don't pray and fast, we can't cast them out. Kiêng ăn và cầu nguyện cộng chung lại cho chúng ta thấy rằng chúng ta lệ thuộc vào Chúa, nhận biết rằng chúng ta cần Chúa và chúng ta cần được quyền năng của Chúa yểm trợ chúng ta. The combination of both praying and fasting is an admission to ourselves that we need the power of the Lord in our lives. Yeah. Như vậy thì chúng ta cần đặt câu hỏi trở lại là thật ra đức tin dời núi là gì? So the next question we ask is exactly what is mountain moving faith?
Chúng ta xem một cái câu chuyện khác để bày tỏ ra đức tin dời núi này. So let's look at another piece of scripture for a description of this mountain moving faith. Mark chương 11 câu số 12, 13. We're going to open up to Mark chapter 11 verse 12 through 13. Sáng ngày khi đã lìa làng Bethany rồi, thì Ngài đói. Câu 13, vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Xong tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải là mùa vả. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he could find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves. Và câu 14, for it was not the season for figs. Và câu 14, Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng, chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. In verse 14, then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. Sáng hôm sau khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô tới rễ. Bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng, thầy coi kìa, cây vả thầy đã rủa, nay nó khô đi rồi. Verse 20, in the morning as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Và câu 22, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta chìa khóa tại đây. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. And in verse 20c, we see the key that Jesus Christ provides when he says, have faith in God. Và cũng tương đương theo như tiếng, ở trong tiếng Hy Lạp, Đức Chúa Giêsu Ngài có thể phán rằng, hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. And in another translation, even the Hebrew translation, it says, have faith of God. Ở câu số 23, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng, phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại ở trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Verse 23. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Chúng ta thấy tại đây Chúa Giêsu Ngài đã làm một công việc, và khi các môn đồ của Chúa theo dõi và thấy cái kết quả của nó quá sức tưởng tượng của họ, họ đã đến báo cho Chúa Giêsu và Chúa Giêsu Ngài chỉ cho họ cái cách, cái chìa khóa để có thể cũng thực hiện được việc như Chúa Ngài đã làm. So here in this piece of scripture, we see that the disciples heard what Jesus Christ said. The next day they come out and they see the fig tree withered, dying, and it's beyond their imagination that this happened overnight. And then Jesus Christ gives them the key to how this happened. Và chúng ta thấy tại đây là Chúa Giêsu Ngài chỉ nói với cây vả bằng lời phán, Ngài quở nó. And if we are pay attention to scripture, we can see that Jesus Christ but only spoke to the tree. He cursed it. Và chúng ta thấy rằng cây vả nó khô tận gốc. And we saw immediately that the fig tree was dried all the way down to its roots. Ngày hôm sau có lẽ là nó chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì cái cây đó nó khô tận gốc. And the next day when they wake and they pass by, they see that the fig tree was completely withered. Đây là việc nó chúng ta thấy rằng nó không phải là tự nhiên. We see that this is unnatural, right? Một cái cây mà nó chết từ từ. When we talk about a tree and it dies, we know that it dies very slowly. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy hôm qua thì một cái cây xanh tươi và lá đầy ở trên cái cây đó, Chúa chỉ phán một lời thì cái cây đó nó khô tận gốc. But in scripture we see that the day before, we see that the fig tree was full of leaves, and the next day as they come out, it was immediately withered all the way down to the roots. Khi Phi-e-rơ báo với Chúa Giêsu thì chúng ta thấy rằng ông nói rằng thầy coi kìa, cái cây vả mà ngài thầy đã rủa nó đó, đã quở nó đó, thì nó đã khô tận gốc của nó. And Peter talks to Jesus in amazement. He says, "Rabbi, look, the fig tree you cursed—it's withered." Thì Chúa Giêsu ngài chụp lấy cơ hội đó và ngài chỉ cho họ thấy họ cũng có thể hành động theo như cách của Ngài để khiến cho phép lạ có thể xảy ra. And Jesus Christ takes the opportunity to teach the disciples that they can act and speak in power and authority as he did. Và chìa khóa nằm ở cái chỗ đó là những gì chúng ta nói, chúng ta không có một chút nghi ngờ thì nó sẽ xảy ra. And the key here that we must pay attention to is that when we speak without any bit of doubt, it will happen. Và Chúa Giêsu ngài ý ngài muốn nói rằng hãy có đức tin của Đức Chúa Trời là and như vậy. Jesus Christ, what he's trying to say is you have to have the faith of God. Bởi vì đức tin của Đức Chúa Trời là như thế này. Because the faith of God is as this. Có nghĩa là khi Đức Chúa Trời ngài phán một cái điều gì đó,
thì Ngài không một chút nghi ngờ là việc nó có xảy ra hay không. And that is when he speaks something, there's absolutely no doubt that it must be done. Và Chúa, Ngài cho thấy đức tin của Đức Chúa Trời là không nghi ngờ lời ta nói phải được ứng nghiệm. So the faith of God is this, to have no doubt, and what I must say must be done. Một vài cái thí dụ minh họa tại đây, chúng ta đi nhanh để chúng ta có thể thấy được. Let's look at some illustrations very quickly about the faith of God. Kinh Thánh cho chúng ta thấy sáng thế ký chương 1, Đức Chúa Trời Ngài phán, God says, phải có sự sáng. Let there be light. Đức Chúa Trời không có đi và Ngài nói rằng hy vọng rằng nó sẽ có sự sáng. God doesn't walk around, he doesn't go and say, oh, I hope light starts tomorrow. Nhưng mà chuyện gì Kinh Thánh cho chúng ta thấy? But what does the Bible tell us? Sự sáng liền có. That light immediately appears. Đức Chúa Trời không một chút nghi ngờ về ánh sáng sẽ xuất hiện là không. That the light would appear. Đó là đức tin của Đức Chúa that Trời. Is the faith of God. Ngài tin rằng lời của Ngài phán thì nó thành. That his word, his declaration would cause something to come to pass. Một trường hợp khác như chúng ta vừa ăn học tại đây, Chúa Giêsu Ngài quở cái cây vả. And another illustration is we just learned together is about Jesus Christ cursing the fig tree. Ngài rằng kể từ ngày hôm nay không ai ăn trái cây của mày nữa. The Lord says from this day forward no one will eat of this tree. Chúa Giêsu cũng đi nói rằng hy vọng. Đừng để con bị mất mặt ở trước mặt các môn đồ của con nha Chúa. He doesn't walk along and say, well, xin Cha hãy làm cái công việc này. I hope this fig tree withers and dies. I hope God, Lord, that you'll do it. Còn Ngài phán xong rồi Ngài đi làm chuyện khác. No, what he did was he just declared it and then he moved along. Sáng hôm sau đi ngang cây vả trở lại. They walk past it. Thì Phi-rơ nhìn thấy cây vả nó đã khô tận gốc. And Peter is amazed because he says that the fig tree is withered all the way down to the roots. Cảm ơn Chúa vì đức tin của Đức Chúa Trời là như vậy. We praise God because the faith of God is so. Một hình khác chúng ta thấy khi Chúa Ngài gọi Lazarus sống dậy. Another image illustration is when Jesus Christ called Lazarus to be raised from the dead. Đức Chúa xuống đứng trước ngôi mộ của Lazarus. He stood before Lazarus' tomb. Chúa bảo hãy lăn đá cửa mộ. He says, roll the stone away. Em của Lazarus nói rằng thầy ơi đã 4 ngày rồi. Brother, he says, oh, it's been 4 days. Chúa Giêsu kêu lăn đá cửa mộ. Jesus says, do it anyways, roll it away. Và Chúa truyền lệnh Lazarus hãy bước ra. And he commands it, he declares it, Lazarus, rise up. Chúng ta không thấy Chúa Giêsu nữa. We don't see Jesus Christ walking along, saying, hmm. Hy vọng rằng Lazarus nó sẽ bước ra. Còn không mất mặt lắm á. Otherwise, I'd be very embarrassed. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta người chết đã bước ra. That Lazarus rose up and walked out. Nhớ ông không phải là mới chết có một vài tiếng đồng hồ. Remember, according to scripture, Lazarus wasn't dead for just a few hours. Nhưng mà đã 4 ngày. But it had been 4 days. Và em của ông nói rằng thầy ơi nó đã có mùi rồi. And his little brother said, you know, he probably is starting to smell now. Chúa Giêsu không một chút nghi ngờ. But Jesus Christ had no doubt. Tại vì Ngài sử dụng đức tin của Đức Chúa Trời. Because he used the faith of God. Chúa Giêsu không nghi ngờ. Jesus Christ had no doubt. Bởi vì Ngài biết Ngài có quyền để có thể gọi người chết sống lại. Because he knew he had the authority to raise the dead. Ở trong Giăng chương 5 câu 21. When we look at John chapter 5 verse 21. Và Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể. For just as the Father raises the dead and gives them life, so even so the Son gives life to whom he pleases to give it. Và Chúa Giêsu biết chắc một điều rằng Ngài có quyền để làm công việc đó. And Jesus Christ knew assuredly that he had the authority to do so. Một hình khác để chúng ta có thể dễ thấy ở tại đây. Let's look at another illustration. Đó là một cái người chỉ huy trong quân đội. Let's talk about the military commander in scripture. Như thầy đội đã đến với Đức Chúa Giêsu. He came to the Lord. Ông có một người đứa đầy tớ đang bị bệnh sắp chết. He had a person under his command which was a servant. A servant under his command who was sick. Và Chúa Giêsu nói rằng ta sẵn sàng để đến để chữa lành cho nó. And Jesus Christ says I am ready to come and heal him. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ngay lập tức đi về hướng nhà của thầy đội này để chữa lành cho đứa đầy tớ này. And we see that Jesus Christ immediately heads towards the military commander's house to heal the servant. Thì thầy đội đã chạy ra và đón Chúa. And the commander comes out to greet the Lord. Nói rằng tôi không xứng đáng để rước Chúa vào nhà. And he says, Lord, I am not worthy to have you in my home. Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. All you have to do is speak the word and my servant will be healed.
Rồi ông giải thích lý do tại sao ông tin như điều đó. And then the military commander begins to explain why he says this. Ông nói vì tôi là người của thẩm quyền. He says because I am a person of authority. Tôi ở dưới thẩm quyền của những người cao cấp hơn tôi. I am under the authority above me. Và dưới tôi cũng có những người dưới quyền của tôi. And under me, they must follow my authority. Tôi biểu đứa này đi thì nó đi. So if I tell one under my authority to go, he goes. Tôi biểu đứa kia đến thì nó sẽ đến. I tell the other to come and he comes. Bảo một đứa khác hay làm việc này thì nó and làm. And another servant, I tell them to do this and they must do it. Chúa Giêsu ngạc nhiên về đức tin của người này. And Jesus Christ was amazed at his faith. Chúa rằng Ngài chưa bao giờ thấy cái đức tin said, như vậy ở trong những người Israel. Like throughout all of Israel. Bởi vì thầy đội đã hiểu được nguyên tắc của thẩm quyền. Because the military commander knew and understood what authority was. Ông có thẩm quyền ở trên những người đệ tớ của ông. He had authority over his servants. Khi ông truyền lệnh nó phải vâng lời. And when he commanded them, they had to obey. Chúa Giêsu hiểu rằng người này đã hiểu được nguyên tắc của thẩm quyền. And Jesus Christ knew that the military commander understood authority. Ý của ông muốn nói rằng tôi biết rằng Chúa Ngài có quyền ở trên bệnh tật. So in other words, the commander was saying, God, Lord Jesus, I know that you have authority over sickness and disease. Dù Ngài đứng ở xa nhưng mà Ngài truyền lệnh thì nó cũng phải vâng lời. You can command it and the sickness and disease must obey. Và cảm ơn Chúa, đó là đức tin của Đức Chúa Trời. Đức tin không nghi ngờ rằng những lời mình nói sẽ có kết quả. This is the faith of our Lord Jesus Christ. He had no doubt that it would come to pass. Amen, anh chị em. Amen. Chúa đã ban cho tất cả những kẻ tin có cái thẩm quyền này. Jesus Christ, the Lord, gave each believer this kind of authority. Ngài cho chúng ta thẩm quyền để đi ra để chúng ta giảng tin lành nước trời. He gives us the authority to go out and preach the kingdom of heaven. Ngài ban chúng ta thẩm quyền để chúng ta chữa lành những người đau ốm. Và Ngài ban chúng ta thẩm quyền để trị quỷ. Và khi chúng ta không một chút nghi ngờ về thẩm quyền này, no doubt about the authority given to us, thì việc nó sẽ xảy ra cho chúng ta. Then all of it will take place. Chúng ta nghiên cứu một chút về thẩm quyền. Let's continue to study some more about authority. Chúng ta biết cái chữ thẩm quyền hay là uy quyền ở trong nguyên tác đó là chữ exousia. Let's look at the root word of authority, and that word is exousia. Và chúng ta biết ở trong tiếng Anh có cái chữ exorcist là chữa lành, xin lỗi, giải cứu những người bị quỷ. And we know in English there is a word that we know of exorcist, and that means to cast out demons. Và chúng ta thấy ở tại đây Chúa Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền hay là uy quyền này. And we see that the Lord Jesus Christ has given us the authority. Đây là quyền năng hay là uy quyền được ủy nhiệm đã được Chúa Ngài ban cho chúng ta. This is an authority that is given to us by God. Và đức tin dời núi là định nghĩa như thế này. And this mountain moving faith is defined as so. Là chúng ta biến quyền năng hay là uy quyền được ủy nhiệm này thành công việc để chúng ta có thể chữa lành cho người ta một cách siêu nhiên. Is that mountain moving faith is when we transform this power, this authority given to us, delegated to us into miraculous healing. Nên Chúa Ngài đã ban và ủy quyền cho chúng ta. So we see here that God has given us or delegated his authority to us. Và Ngài muốn chúng ta biết rằng Chúa đã cho chúng ta có quyền ở trên bệnh tật, ở trên quỷ, cho nên Chúa Ngài bảo hãy đi và chữa lành những người đau ốm và and he wants us to understand that we have the authority to heal the sick and cast out demons. Amen, anh chị em. Amen. Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta thấy được điều này. So may the Lord help you to understand this. Bây giờ chúng ta xem có ba loại đức tin mà chúng ta thấy ở tại đây cũng như là vị trí của chúng ta trong Chúa. Let's look at the three different kinds of faith or other positions that we have before the Lord. Thứ nhất chúng ta nói đến đức tin của Đức Chúa Trời. First of all, we're going to talk about the faith of God. Đây là đức tin của thẩm quyền của một vị vua truyền lệnh. This is a kind of kingly faith. Ở trong Mark chương 11 câu 23. We look at Mark chapter 11 verse 23. Ai sẽ biểu hay là truyền khiến núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Amen, anh chị em. Amen. Như vậy để chúng ta có thể kiện toàn đức tin này, chúng ta cần nhớ tại đây là chúng ta phải tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm. So in order for us to have this kind of faith, we must understand that the words that we speak, it shall be done. Anh chị em, khi chúng tôi phục vụ những người đau ốm, my brothers and sisters, whenever we minister to the sick, có những cái cột sống đã bị vẹo, there are some spines that are crooked. Hoặc là những cái bệnh tật ở trong thân thể của một or người, or other there's sickness in a person's body,
Thì chúng tôi hình dung cái núi là nhu cầu của họ là cái núi. So the way that we see it in our own spiritual eyes is we see that their spine is like a mountain that needs to be moved. Và các đốt sống như là cái ngọn núi ngăn trở họ để có thể nhận được sự chữa lành. Their spine, their vertebrae. The vertebrae is something that is preventing them from having a straight spine. Cho nên bởi đức tin chúng tôi lấy thẩm quyền của Chúa và truyền lệnh. We take the authority of God and we command, we speak to that spine. Các đốt sống trở lại đúng vị trí. That all the vertebrae have to be realigned. Những sợi gân, những bắp thịt cần phải được trở lại đúng theo kích thước. All the muscle has to be realigned the way that God created it. Gân hãy trở lại đúng theo kích thước. Tendons be measured out accordingly. Và trong danh Đức Chúa Jesus Christ. And then in the name of Jesus Christ. Hãy được lành. Be healed. Nếu tôi không có chút nghi ngờ, if I don't have any doubt, người đến nhận sự chữa lành có đức tin, the person who receive, who's receiving healing has faith, phép lạ luôn luôn xảy ra. Miracles always happen. Amen, anh chị em. Amen. Nhất là trong hoàn cảnh chúng ta truyền giáo, chúng ta sẽ thấy điều đó. Especially when we're in the position of evangelism, you're going to see it happen over and over again. Chúng ta sử dụng cái thẩm quyền của vương quyền mà Chúa ngài cho chúng ta để chúng ta truyền lệnh. We can use this kingly authority to bring healing to others. Bây giờ khi loại đức tin nơi Đức Chúa Trời. Now let's talk about faith in God. Thì chúng ta thấy đó là chức vụ của thầy tế lễ trong hành động, trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa. It's in this kind of faith is a priestly type faith in a relationship with God. Thì khi chúng ta đến với Chúa trong hoàn cảnh này. And when we come to the Lord in this position. Thì Mark chương 11 câu 24 nói. Then Mark chapter 11, 24 tells us. Bởi vì ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Thì chúng ta thấy tại đây là đối đức tin nơi Đức Chúa Trời thì chúng ta xin Ngài. We see here with a faith in God, we can ask him. Và trong cái loại đức tin cũng như thẩm quyền thứ ba đó là để chúng ta có thể tha thứ cho những người lân cận của chúng ta. And the third type of faith that we're going to talk about is the faith about forgiving others. Mark chương 11 câu 25 nói. Mark 11:25 says. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha lỗi cho các ngươi. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him so that your Father in heaven may forgive your sins. Như vậy chúng ta thấy trong mô hình của chúng ta tại đây là những người môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ. So we see as disciples of Christ. Đức tin nơi Đức Chúa Trời là chúng ta xin Ngài, chúng ta trình dâng nhu cầu của mình cho Chúa. When we have faith in God, we're lifting up prayers, intercession before the Lord. Đó là thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. That is our attitude towards God, asking him. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn, gia tăng sự sức dầu của Ngài trên chúng ta. Thêm chúng ta đức tin để chúng ta tin rằng Ngài đã ban chúng ta thẩm quyền trên bệnh tật. Mà cái địa vị của chúng ta là người môn đồ Đức Chúa Jesus Christ đối với bệnh tật cũng như quỷ cũng như xác thịt. But now let's look at our position as disciples in Christ when it comes to sickness, disease, and demons. Thì đức tin đó là đức tin của Đức Chúa Trời. Then this is the kind of faith that we were talking about, faith of God, kingly faith. Là đức tin mà chúng ta truyền lệnh. This is the kind of faith that tells us to command. Vì chúng ta biết mình có thẩm quyền trên điều đó. Because we know that we have the authority over all sickness and disease. Như Đức Chúa Trời, Ngài có thẩm quyền trên mọi việc. Just as God has authority over all things. Và Ngài chỉ phán một lời thì việc nó xảy ra. And all he has to do is to speak it and it occurs. Nên trong hoàn cảnh đối với bệnh tật, các quỷ và xác thịt, chúng ta không xin nhưng mà chúng ta truyền lệnh. Whenever we're facing sickness, disease, demons and even fleshly things, we don't ask. But we command. Amen, anh chị em. Amen. Chúng ta không xin con chó của chúng ta mày làm ơn, mày ngồi xuống. Mà không, chúng ta truyền lệnh sit, phải ngồi xuống thì chó nó mới vâng lời. So you don't ask your dog, oh please sit down. No, you say sit and it sits. Nên chúng ta thấy thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho chúng ta. So we see the authority that God has given us. Chúng ta nói với bệnh tật một cách không nghi ngờ. To sickness without any doubt. Chúng ta nói với quỷ một cách không nghi ngờ. When we speak to demons without any doubt. Ở trong trường hợp đuổi quỷ thì chúng ta biết đôi khi nó cũng thách thức cái thẩm quyền của chúng ta. In the
situation when we're casting out demons, we know that sometimes they may tempt us or question us. Or challenge us. Hỏi gì chứ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà đuổi ta? They may speak to you and say, "Who do you think you are?" Có nhiều người nói, tôi chỉ là tín đồ bình thường thôi. You, some people may respond and say, "Well, I'm just a normal Christian." Xin lỗi, để tôi đi về. Excuse me, I'm so sorry. Let me leave you alone. Không. No. Trả lời cho rằng ta là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. You must respond to them that I am servant of the Lord. Amen, anh chị em. Amen, my brothers. Hãy biết mình có thẩm quyền này. So know that you have this authority. Một câu chuyện kể đi chúng ta thấy và công việc này. Let me tell you a story so that you can understand it better. Một ngày kia tôi đang ở nhà. One day I was at home. Các anh em gọi điện thoại kiếm tôi. And there were brothers and sisters that were calling my cell phone looking for me. Mục sư. Pastor. Quỷ nó nói demon, phải có mục sư Huỳnh Quốc Khánh ở đây ta mới ra. The demon just told me that there has to be Pastor Khan here in order to be cast out. Tôi nói, rồi anh chị em tin à? And I said, you believe it? Dạ, chúng tôi gọi kiếm một mục sư bởi vì nó nói như vậy. Well, of course, that's why we're calling you because the demon told us. Tôi rằng anh em bị nó gạt rồi. Well, and I responded to them saying, you know, it's lied to you. Hãy trở lại và nói với nó. Go back to the demon and tell it. Không cần mục sư Khánh. We don't need Pastor Khan. Tất cả chúng ta là kẻ tin, chúng ta có all quyền trên người. All of us are believers. We have authority over you. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ra khỏi người này. In Jesus Christ's name, you have to leave this person. Và quỷ nó đã ra khỏi. And the demon left. Tại sao? Why is that? Vì các anh chị em đã được nhắc nhở về thẩm quyền mà Chúa đã ủy quyền cho chúng ta. Because the brothers and sisters were reminded of the authority that God delegated to them. Amen, anh chị em. Amen. Và chỗ này tôi muốn nói thêm để anh chị em nhớ để chúng ta không có lẫn lộn khi chúng ta cầu nguyện. And so here I want to add a little bit more so that you're not confused when you're praying. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta cầu nguyện với một tinh thần tôn kính Chúa và chúng ta dùng từ ngữ của những người ở dưới dâng trình cái nhu cầu của mình cho đấng tối cao là Đức Chúa Trời. Whenever we're praying to God, we come to Him humbly. We use the kind of verbiage in which of a servant, of somebody humble before the Lord God Almighty. Chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ. We ask God to help. Nhưng mà khi chúng ta truyền lệnh cho quỷ, but when you're speaking to demons, khi chúng ta truyền lệnh cho bệnh tật, whenever you're speaking to sickness and disease, thì ngôn ngữ chúng ta phải đầy thẩm quyền. Then our verbiage, even our posture, must be full of authority. Phải anh chị em? Right? Những nhân viên cảnh sát họ hiểu cái nguyên tắc này. Those in the police department, they understand this. Đó là khi thấy có một cái tên cướp nó mới giật bóp của một người nó bỏ chạy. Whenever they find a robber who has just pulled somebody's purse and takes off running, thì người nhân viên cảnh sát không có chạy theo nó. Then the police officer does not run after it. Run after that robber saying, làm ơn đứng lại. Would you please stop? Would you trả please cái ví lại cho người khác. Slow down a little bit and give me back the purse. Chắc là nó đi luôn. Because surely the robber would keep running. Nhưng mà nhân viên cảnh sát làm gì? But what does a police officer với một giọng đầy uy quyền. With a voice full of authority. Truyền lệnh đứng lại. He says stop. Or freeze. Or freeze. Và anh chị em biết không, có nhiều tên cướp hoặc là những tên trộm giật đồ như vậy đó. Khi cái người nhân viên cảnh sát truyền lệnh như vậy với đầy thẩm quyền, khiến cho nó quíu chân và nó không chạy được nữa. And those criminals, many of them, when they hear that authoritative voice speak and telling them to freeze or to stop, they immediately become scared and they stop. Và tại sao các nhân viên cảnh sát họ làm như vậy? But why is it that the police officers say it or do it like that? Vì họ hiểu cái thẩm quyền của họ. Because they understand the authority that they have. Họ đã được ty cảnh sát và của thành phố đã giao cho họ cái thẩm quyền. They know that the chief of police of that city has given them the authority. Để họ giữ an ninh trật tự. Safety and order. Và họ biết họ có cái thẩm quyền đó. And they know that they have this authority delegated to them. Cho nên họ không đi năn nỉ những so người tội nhân. So they don't go out and ask criminals to obey them, lệnh. But they command it. Amen, anh chị em. Amen. Chúa cho để chúng ta hiểu được vị trí của chúng ta. May God help us to understand our position. Để chúng ta thấy rằng ở trong vị trí của một người thầy tế lễ, chúng ta dâng nhu cầu của mình lên trước mặt Chúa. So that we can understand that in the priestly position, faith in God, we're lifting up our prayers to Him. Và trong chức vụ của tiên tri, chúng ta công bố lời của Chúa cho các anh chị em của mình, những người lân cận của chúng ta.
And in the position of a prophetic, a prophet, then we're speaking horizontally. We're speaking to our brothers and sisters. Nên khi chúng ta bước vào trong vương quyền của chúng ta, thì chúng ta truyền lệnh của người trên cao truyền lệnh xuống. But then whenever we step into our kingly position, faith of God, we command. Hỡi các chức tế lễ nhà vua, các anh chị em là những người tiên tri, là người nhà của Đức Chúa Trời, là những người thuộc về vương quyền của Chúa. So my brothers and sisters, you must know that you are kings, priests, and prophets in the sight of the Lord. Ở trong chức vụ của nhà vua. Let's talk about the kingly office. Chính yếu của chúng ta là để hoàn tất cái sứ mạng vĩ đại mà Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta. Our primary function is to fulfill the Great Commission. Để hủy phá công việc của ma quỷ. To destroy the work of the enemy. Để chữa lành những kẻ bệnh. To heal the sick. Rồi công bố vương quốc của Đức Chúa Trời cho những người lạc mất. That the kingdom of God is here. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Một hình ảnh khác để giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta hiểu được việc chúng ta làm. Another illustration to help you understand what you're doing. Xin chúng ta xem cái mô hình kế tiếp. Let's look at the next image in our PowerPoint. The triangle. Yeah. Ở đây chúng ta thấy hai cái mô hình. Một là những người truyền thống, những người tín đồ dù bao nhiêu năm ở trong giáo hội, ở trong hội thánh, nhưng không biết thẩm quyền của mình, họ đã nài nỉ Đức Chúa Trời để làm cái công việc mà chúng ta thấy cái mô hình thứ nhất. We see in the first image people who have been in the Lord for a very long time but yet do not understand the authority. That's what we see, how they believe healing or sickness should be healed. Cái người phục vụ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Chúa ngài chữa lành cho người bệnh. And if you can't see this small print, it's on page 11. Page 11. So the believer will stand and ask God to heal the sick. Và họ tin rằng Đức Chúa Trời ngài sẽ can thiệp trực tiếp. And they believe that God is going to intervene directly. Có một số những trường hợp chúng ta thấy Chúa ngài vì thương chúng ta và thương cái người có nhu cầu, Chúa ngài làm. And we see that when there are times that the Lord has compassion and he loves the sick, he'll do it. Nhưng mà chúng ta thấy rằng theo như Đức Chúa Giêsu ngài đã huấn luyện cho các môn đồ của Chúa. But according to the way that Jesus Christ trained the disciples, thì ngài muốn chúng ta đến và nhận phước hạnh của Chúa rồi chúng ta đem phân phối ra cho người khác. The way Jesus Christ wants us to truly do it is to receive the blessing of the Lord and then go out and distribute or the healing. Tôi gọi đó là cái mô thức Đức Chúa Trời ngài chữa lành xuyên qua con cái của ngài. And I call that the imagery of how God heals the sick through the believers. Đó là người phục vụ, chúng ta thấy hình kế tiếp. We see the next image and you can see it in page 12 of your notes is that the believer, người phục vụ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Chúa dùng con để mang sự chữa lành đến cho người khác. Praise to the Lord and saying, Lord, would you please use me to bring healing? Và Đức Chúa Trời ngài đáp lời và ngài đã đổ quyền năng của ngài cũng như ban thẩm quyền cho người phục vụ. Anointing and power into the believer. Để rồi người phục vụ có thể đem cái phước hạnh đó và phân phối đến và chuyển tải cho người cần được sự chữa lành. Takes that healing power and imparts it upon the sick. Đó là thẩm quyền đã nhập thể trong thân thể của con cái của That Chúa. Is the power of God in a believer. Ở đây là mô hình mà Đức Chúa Trời ngài muốn tìm thấy nơi đời sống của chúng And ta. This is the kind of imagery or this is what the Lord wants to see in every believer's life. Khi Đức Chúa Giêsu sai phái 12 sứ đồ đi ra. Whenever Jesus Christ sent the 12 apostles. Ngài ban cho họ thẩm quyền rồi ngài sai phái họ đi. He gave them the authority, he delegated it to them and then he sent them out. Rồi 70 môn đồ Chúa ngài cũng làm như vậy. Disciples, he did the very same ngài ban cho họ thẩm quyền. Rồi ngài sai phái họ đi ra. Chúa ngài ban cho chúng ta thẩm quyền. God gives us, has delegated the authority to us. Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền trên bệnh tật, trên quỷ dữ. He's given us authority over all sickness, over demons. Cho nên chúng ta không trở lại với Đức Chúa Trời xin Chúa ngài chữa lành cho những người đau ốm. So we're not meant to go back to the Lord and ask him to do it. Nhưng mà chính chúng ta sử dụng thẩm quyền này. We ourselves are supposed to use that authority and power that the Lord has given us. Và chữa lành những người đau ốm. And heal the sick. Amen. Amen. That was kind of weak. You get it, right? Mới có 9 giờ 12 phút, chứ đừng ngủ chứ. Don't fall asleep, it's only 9:12. Anh chị em yêu dấu của tôi,
My brothers and sisters, this là điều mà chúng ta phải kiện toàn trong hội thánh của Chúa. This is something that we have to teach in our churches. Hội thánh của Chúa thất bại là bởi vì chúng ta nài nỉ Đức Chúa Trời làm công việc mà Ngài nói rằng ta đã ban thẩm quyền cho các con. The church of God has failed over and over in ministering to the sick and the demon oppressed because the Lord God has said that I've already delegated, given you the authority to do it yourself. Có nhiều người cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho người khác. Họ cầu nguyện dài, họ cầu nguyện đeo đuổi Đức Chúa Trời đến cái độ họ mất đức tin luôn. There are some people who will pray asking God to heal the sick. They pray so long that even their own faith begins to waver. Tại vì họ nài nỉ Đức Chúa Trời làm công việc mà Ngài đã ủy quyền cho họ. Because they're asking God, they're pleading God to do something that God has already given them the power and the authority for them to do. Chúa đã ủy quyền cho chúng ta. God has given us the authority. Ngài đòi hỏi chúng ta sử dụng. He's asking us to use it. 8 tháng qua Đức Chúa Trời Ngài đã dạy chúng ta bài học này, dạy chúng ta đi lại trong suốt 8 tháng qua. Hãy biến cái lối sống của chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm sự phục hưng liên tục, chứ không phải đến đại hội phục hưng rồi trở về, rồi chờ đến năm sau đi đến đại hội phục hưng rồi trở về. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta sống ở trong sức sống phục sinh của Chúa. And over the past 8 months here at VBC Houston, the Lord is teaching us to live this kind of life daily, to live in a revival with the Lord every day, that we don't go from spiritual event to spiritual event, like a revival conference to a winter retreat and then another revival conference, to be fired up and then be cold in the middle. No, every day of our lives we should be living this out. Sáng đây tôi muốn nói thêm tại đây đó là không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải hét lớn tiếng để chúng ta truyền lệnh cho quỷ. I also want to mention right here that it's not always necessary to raise your voice whenever you're casting out demons. Rồi có những hoàn cảnh không có xứng hiệp để chúng ta la lớn tiếng. Don't allow that to raise your voice. Nhiều khi chúng ta la lớn tiếng bởi vì chúng ta muốn bày tỏ cái thẩm quyền của mình. Sometimes we feel like we have to raise our voice to display our authority. Nhiều khi chúng ta khi biết thẩm quyền của mình, chúng ta có thể nói cái âm độ nó nhỏ thôi, nhưng mà đầy thẩm quyền ở trong chỗ đó. Because when we know our authority, we don't necessarily have to speak loudly. We can speak with power, but softly. Amen, anh chị em. Amen. Lấy thí dụ để anh chị em thấy. Let's take an example for you to see. Khi các con của tôi còn nhỏ. I knew he was going to talk about children. When my children were young. Thì nhà tôi có thể dạy nó cái gì đó về chúng nó không có chịu vâng lời. My wife would teach them something and they would not obey. Hay là nó trả lời lại với mẹ. Or they would talk back. Thì tôi ngồi ở trên ghế của mình. And so then I would be sitting on my chair. Tôi không cần phải nói nhiều. I wouldn't have to say much. Chỉ muốn nhắc là ba đang ở nhà. I would just say, your dad is here. Chỉ tầng hắn như vậy là chúng ba đang ở nhà. Just a little phrase like that, they're like, oh. Mọi việc bây giờ trở lại trật tự. Goes back into order. Amen, anh chị em. Amen. Vì chúng ta biết mình người là người của thẩm quyền. Because we know that we are a person of authority. Nhiều khi chúng tôi đuổi quỷ, chúng tôi không cần phải đứng lên để la hét nữa. When there are times that we cast out demons, there's no need for us to stand up and to scream. Tôi lấy cái ghế tôi ngồi xuống. I take a chair and I'll sit down. Biết cái thẩm quyền mình and có. I'll understand the authority that I have. Và chúng tôi có thể nói với quỷ ở trong cái người nó ăn. To that demon who's oppressing the person. Khi làm đúng cách. And when I do it the right way. Và có cơ hội chúng ta sẽ học về môn giải cứu. And whenever we have the opportunity, we're going to talk about the ministry of deliverance. Chúng ta nhớ những lời Đức Chúa Giêsu dạy. We remember what Jesus Christ teaches. Trước nhất vào trói kẻ mạnh lại trước. First of all, you go in and you bind up the strong man. Rồi cướp của nhà của nó. And then you rob his house. His house. That's what I thought you said. Và lúc bây giờ chúng ta truyền lệnh cho quỷ then nó ra khỏi người đó. Then you command and cast the demon out. Và khi chúng ta đúng cái thứ tự như and vậy. And whenever you do it in that proper order. Và biết mình có thẩm quyền. And know that you have the authority in Jesus Christ. Quỷ nó phải vâng lời. Then the demons have to obey. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bây giờ trở lại câu hỏi của chúng ta ở tại đây để chúng ta kết thúc đó là làm thế nào để chữa bệnh và đuổi quỷ? So, as we're wrapping up, this is the question that we must ask ourselves. How is it that we can heal the sick and cast out demons? Bằng cách chúng ta truyền lệnh cho bệnh tật phải ra khỏi. And the answer is that we have to command the sickness to leave. Điều này thấy dường như là quá căn bản, phải không? This sounds really basic, doesn't it? Nhưng thật ra đúng như vậy.
Trong danh Đức Giê-xu, bạn truyền lệnh cho bệnh tật hay là nan đề phải ra khỏi thì chúng phải vâng lời. But literally it's that simple. You just use the name of Jesus Christ and that sickness or that issue or problem must obey. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúa cho chúng ta có thẩm quyền lớn lắm anh chị. God gives us this great authority. Có một số những cái ca giải cứu chúng tôi đã dự phần. There's been some ministries of deliverance that we've taken part in. Chúng ta thấy rằng and we see that quỷ ở trong nạn nhân đó, the demons in that victim, nó vật vã và nó làm cho bàn ghế ở trong cái phòng đó lật đổ. Throwing tables and chairs in the room. Và khi chúng tôi truyền lệnh nó ra, and whenever we command it to leave, và cũng có những trường hợp chúng tôi truyền lệnh là xếp bàn ghế trở lại đàng hoàng trước khi đi. We've even told them at times to put those tables and chairs back where they belong before you go. Và có nhiều khi nó nói rằng bây giờ đi ra mà không biết đi ra bằng cách nào. And the demons sometimes respond and say we want to leave but we don't know how. Anh chị em, nhiều khi quỷ nó ngu lắm. So my brothers and sisters, you have to understand that demons are even bởi vì stupid. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng có những cái linh của sự ngờ nghịch. Confusion. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có thẩm quyền ở trên chúng. Praise God that God gives us the authority even over that. Amen, anh chị em. Amen. Chúng ta có thể chỉ cho nó. So we can speak to it. Tôi nói đi vào bằng ngõ nào, đi ra ngõ đó. We say to it, however you came in, that's the same way you go out. Nó nói, biết rồi. And they say, okay. Chúng ta có thẩm quyền ở trên chúng. We have authority over demons. Nhiều khi nó hù dọa để chúng ta quên rằng mình có thẩm quyền ở trên chúng. Sometimes they try to scare us or threaten us so that we forget the authority that we have in Christ. Đôi khi nó cũng lần lửa để nó không ra khỏi một người. Sometimes they even waver and try not to leave a person. Nhưng mà nó biết rằng nó phải ra. But they know that they have to leave. Chúng ta nghe cái câu chuyện mà về mục sư Trầm ở tại Việt Nam trong việc đuổi quỷ. Some of us have heard of the story of Pastor Trầm in Vietnam when he was trying to cast out a demon. Mấy năm trước khi tôi gặp ông ở Hà Nội. Many years before when I met him in Hanoi. Thì ông cười và nói rằng có thiệt mục sư. And he would say it's true. Ông là người miền Nam. He is a southern person from South Vietnam. Và ông cũng là người miền Tây của miền Nam. It's the west of South Vietnam. Thì ông đuổi quỷ. And he was casting out demons. Ông truyền lệnh cho nó đi ra. He would command it to. Okay, they're here. So đi ra, đi ra. Yeah. There's người a word meaning to leave, but in different regions of Vietnam, you say it differently. Some has a G in front of it, and some you say with an R. Và chúng ta biết rằng người miền Tây đó là chữ R họ đọc thành ra là chữ G, cho nên truyền lệnh nó đi ra. And so in the Western dialect-ish, you might say, or pronunciation, the R sometimes sounds like a G, so the pastor would say, đi ra, which he's about to share with you what that means. Thì quỷ nó hỏi đi ra là đi đâu? Oh, I thought you didn't talk about a chicken, because đi ra, đi ra, đi ra. No. Okay, so then he said, the demon would say, what does that mean, to đi ra, to get out? Because he said it with a G, and like apparently the demon was southern. Ông nói đi ra là đi ra đó. So he was saying that he said to đi ra is to get out is to get out. Nó nói ồ, như vậy thì đi. So the southern demon said, okay, I'll go. Nó biết mục sư có thẩm quyền trên nó. See, the demon knew that the pastor had authority over it. Nhưng mà nó tìm cách để nó lần lửa không chịu đi ra bởi vì. But then the demon was trying to delay, to waver, to not get out. Mục sư có cái lỗi trong vấn đề phát âm cái từ ngữ. Because the pastor was pronouncing the word incorrectly. Và tôi nhớ ông nói với tôi. And I remember him saying to me. Ông nói mục sư Khánh thiệt hôm đó. Pastor Khan, really, it's true. Nó làm tôi cũng khớp đó mày nó. That demon kind of, you know, made me question myself. Bởi vì tôi đã sử dụng cái từ ngữ theo phát âm của người miền Tây. Because I spoke in that the Western. Not dialect. Pronunciation. Mà cuối cùng khi tôi truyền lệnh cho nó đúng từ ngữ thì nó đã đi ra. But whenever I spoke to it and commanded it in the proper pronunciation, it left. Anh chị em, chúng ta có quyền để chúng ta truyền lệnh cho quỷ dữ cũng như bệnh tật nó phải ra khỏi một người. We have the authority to cast out demons and sickness and disease. Bằng cách chúng ta truyền lệnh cho nó. We just command it. Hoặc là chúng ta có quyền để chúng ta quở hay là rủa xả bệnh tật. We also have the authority to curse a sickness.
Tôi đã từng rửa xả và quở ung thư thì nó đã rụng khỏi thân thể của một người. I have cursed cancer, commanding it to shrivel up and drop off, and it did. Số năm về trước có một bà mục sư liên lạc với tôi. There was a pastor who reached out to me. Wife. Thì bà nói rằng mục sư Khánh ơi, con trai của tôi ở tại Việt Nam đang she bị ung thư rất là nặng. Has a cancer. It's very severe. Và chúng đang ở trên đường để đi đến bệnh viện. And he's on his way to the hospital. Xin mục sư có thể cầu nguyện cho pastor, con của tôi. Will you pray for him? Và cảm ơn Chúa chúng tôi bắt điện thoại. And praise the Lord, we had the opportunity to get on the phone. Anh có một cái mảng ung thư ở trên vòm họng của mình, ở trong miệng của mình. A tumor on his cancer. Cancer on his vòm họng. Yeah, on the top of his mouth. On the top of his mouth, the gum area. Thì đang ngồi ở trên xe. And he was sitting on the car. Trên đường đi đến bệnh viện. On his way to the hospital. Thì chúng tôi công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ. And we said in Jesus' name. Ta rửa xả cái mảng ung thư này. That tumor, that cancer. Phải khô héo tận gốc rễ. To shrivel up all the way down to the root. Và biến khỏi thân thể này ngay bây giờ. And leave this body immediately. Thì chúng tôi nghe những tiếng ồn ào trong xe. And then we would hear these loud noises from the vehicle. Thì cái người nói rằng nó rớt xuống rồi mục sư. He said it fell out. It fell out, pastor. Và họ quay trở về, họ không đi bệnh viện nữa. And then they just turned back home. They no longer went to the hospital. Bởi vì Chúa nghe chữa lành ngay tức khắc. Because God healed them immediately. Như Chúa Giêsu nói một cách không nghi ngờ. Just as Jesus Christ spoke without doubt. Ngài nói với cây vả kể từ ngày hôm nay. He spoke to the fig tree saying from this day moving forward. Không ai ăn trái của mày nữa. No one will eat of your fruit. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ. And within 24 hours. Cây vả đó nó khô chết tận gốc của nó. All the way down to the root. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Ở tại đây chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều việc như vậy. And here at VBC Houston we've seen the same. Chị Loan ngồi phía trước tại đây có một nhân viên. Miss Long who was sitting in the very front. Cô này có một cái khối u trong ngực. She had a cancerous tumor in her breast. Và chị Loan đưa đến đây trong một buổi chữa lành của chúng and ta. She came here at one of our healing services. Và khi được phục vụ, and when she was ministered to, tôi truyền lệnh cho cái khối u trong ngực của người phụ nữ này that cancerous tumor khô héo tận gốc rễ. To be, I cursed it, saying that it had to shrivel up down to the hãy root. Thu nhỏ lại. And to shrivel smaller. Và ra khỏi thân thể này. And leave her body. Rồi tôi nói bây giờ cô đi and vào said, trong phòng vệ sinh Lynn, kiểm soát xem như thế nào. To the ladies room and would you please observe to see what it, if it feels differently? Cô trở ra và cô nói nó bằng says, một cái trái chanh nhưng before, mà bây giờ nó nhỏ like xuống lemon, bằng một hạt đậu. And now it's like hạt đậu, a piece, seed, a piece. A pea. Thì chúng ta cầu nguyện và công bố lần thứ nhì. And so we prayed and we declared, we commanded it the second time. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. In Jesus' name, đã thu nhỏ rồi tiếp tục thu nhỏ và biến mất. Continue to shrivel and disappear. Tôi nói đi vào trong phòng vệ sinh kiểm soát một lần nữa. Ladies room and check it. Cậu vào trong đó cậu she tìm. Went in there and she said she couldn't. Cậu nói bây giờ này cho nó chắc là nó bằng một cái hạt gạo thôi. And now it's like the size of a rice, a piece of rice. Và cô trở ra. And she came out. Chúng tôi công bố lần thứ ba. We did it again, the third time. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. In Jesus' name. Khô héo tận gốc rễ. Shrivel down to your root. Biến mất khỏi thân thể này. And leave this body now. Tôi bảo cô đi vào trong đó I để kiểm soát. To go back and to check again. Cô trở ra trong she nước mắt. She came out and she came out crying. Cô nói rằng nó đã mất rồi, nó she đã says, mất rồi, gone, nó đã mất rồi. Gone. Và chị Loan xác nhận với chúng tôi nhiều năm sau đó, cô vẫn giữ được sự chữa lành. And many years later, she says she's continued in her healing. Rồi, khen Chúa. Praise the Lord. Trong danh Đức Chúa Giêsu. In Jesus' name. Chúng ta có thể chữa lành những người đau ốm. We can heal the sick. Amen, anh chị em. Amen. Yeah. Chị Loan. Dạ. Yeah. Chị nhân chứng đứng ở đây nói với chúng ta chị Loan nói rằng cái cô đó tên là Nora, Laura. The person that we prayed for, her name was Laura. Và cho đến ngày hôm nay đã được lành hoàn toàn giữ được sự chữa lành của mình. To this day she's maintained and is still healed. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Và cách thứ ba đó là chúng ta có thể truyền lệnh cho linh đau ốm phải ra khỏi. And the third thing that we can do is we can command those spirits of infirmity to leave.
Bởi vì có những lúc quỷ nó đem lại sự áp bức qua cái dạng bệnh tật. Because sometimes the demons will come and bring oppression through sickness. Để chúng ta có thể giải quyết, chúng ta phải đuổi quỷ của bệnh tật đó ra khỏi cái người đó. At the root, we have to command that demon to leave. Và Chúa Giêsu và các môn đồ của Chúa cũng thường làm cách này. Jesus Christ and his disciples did this frequently. Ở trong Luca chương 13 cho chúng ta thấy hình ảnh này. Let's look at Luke chapter 13. We can see this beginning in verse 10. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu giảng dạy ở trong nhà hội kia. Và ở tại đó có một người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, còng lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giêsu vừa thấy, gọi người mà phán rằng: hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh tật. Ngài bèn đặt tay trên mình của người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. On a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hands up on her, and immediately she straightened up and praised God. Và cũng những trường hợp Đức Chúa Giêsu ngài nói và phán với cái linh của câm và điếc thì nó cũng phải vâng lời. And there are times that Jesus Christ spoke to the spirit of deaf and muteness and it had to obey. Và chúng ta thấy rằng việc đã xảy ra đúng như điều Đức Chúa Giêsu ngài đã công bố. And we see that it happened exactly as Jesus had commanded. Cảm ơn Chúa, việc đó praise vẫn còn xảy ra trong ngày hôm nay. Still happens today. Thiện có thể chiếu cho lớp học hai cái Thiện, clip trong một sự. Anh Thiện, would you please show the video? Ở tại Cà Mau, chúng tôi được cơ hội để công bố và truyền lệnh cho linh của câm và điếc phải ra khỏi những người câm điếc bẩm sinh. To speak to that spirit of deaf and muteness and command it to leave. Và kết quả là người ta bắt đầu nói. And then the result was the person began to speak. Vậy khi chúng tôi truyền lệnh họ để bảo họ kêu danh Đức Chúa Giêsu thì họ nghe được và họ đã nói được danh của Chúa Giêsu. And whenever we told the person, we said the name of Jesus Christ and said, "Speak the name of Jesus," that person did so. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa anh chị em. Hallelujah. Xin chiếu cái clip kế tiếp. Yes. And we have the next clip. Amen.
Lord. Hallelujah. Anh chị em, việc vẫn còn xảy ra ở trong ngày hôm nay. My brothers and sisters, as you can see, miracles are still happening today. Họ đến trong đức tin. People came in their faith. Tôi không có chút nghi ngờ. I had no doubt. Và phép lạ luôn xảy and the ra. Miracle took place. Amen, anh chị em. Amen. Mình cảm ơn Chúa vì Ngài ban chúng ta thẩm quyền. Praise the Lord for that God gives us this authority. Để chúng ta có thể truyền lệnh. So that we can command. Chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đồ của Chúa đã truyền lệnh cho các linh phải rời khỏi những con người. We see that Jesus Christ commanded and his disciples commanded for spirits to leave people. Có linh của bệnh tật. There is a spirit of infirmity. Có linh nói dối. There's a spirit of lying. Có linh của nhầm lẫn, chống mặt. There's a spirit of deceit. Có linh dâm đảng. I don't know what that is. The spirit of prostitution. Okay. Linh khiến cho người ta sợ hãi. And it, there's a spirit that causes people to fear. Linh mờ tối, ngờ nghệt. A spirit that causes people to have a cloudiness of mind or stupor. Linh nhút nhát. A spirit of timidity. Và linh sai lầm. And a spirit of falsehood. Anh chị em về và mở những phần kinh thánh đó ra, chúng ta sẽ thấy. My brothers and sisters, you can open up in scriptures according to your notes, and you'll see those spirits there. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài ban cho chúng ta phước hạnh này. Praise the Lord that God gives us this blessing. Chúng ta có thể công bố trong danh Đức Giêsu. Ta truyền lệnh cho linh của bệnh tật phải ra khỏi ngay bây giờ. Và nó phải vâng lời chúng ta. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Trong phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, in the blessing that God gives us, chúng tôi đã học hỏi và nghiên cứu một cái phương cách để trang bị cho anh chị em. We were studied and are able to teach you a way to prepare yourselves. Để chúng ta có cơ hội để phục vụ 80% dân số trên thế giới này. So that you are ready to minister to 80% of the population on this earth. Vì chúng ta biết rằng hội của đau nhất cho chúng ta biết là có 80% dân số của thế giới có những chứng bệnh liên quan đến cột sống. Because the center of pain lets us know that there are 80% of people suffer from some type of back pain. 80% of the world population. Như vậy thì chúng ta khi chúng ta có thể sử dụng cái phương cách này một cách chính xác, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để chúng ta phục vụ những người đau ốm. So whenever we are able to minister specifically in this way, you'll be able to heal the sick that have this back pain. Xin các anh em chiếu cho mục sư hình của Would you please put the next slide up? Xương sống. Of the spine. Trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể xem tài liệu của chúng ta. And while we're waiting, you can look in your notes. It's for the English version, it's on page 13. Cái hình đầu tiên của chúng ta đó là một cái xương sống, một cái bộ xương sống hoàn mỹ. We see here in the first image that this is a perfectly aligned spine. Và chúng ta thấy xương sống của con người của chúng ta là một cái kỳ quan mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. And we see that the spine of a human is something very amazing that the Lord created. Và chúng ta biết rằng tất cả sức nặng của thân thể của chúng ta được treo ở trên cái cột sống we này. We know that all of the weight of a person is put upon their spine. Và chúng ta có cái bức hình thứ nhì cặp theo, chúng ta thấy picture, nó có cái chữ, cái hình giống như chữ S. When we look at the lateral view, we see it's almost like an S shape. Và chúng ta biết rằng cái cột sống của con người của chúng ta có thể chia ra làm 4 phần. And we see that the spine of a person can be divided up to 4 different places. Chúng ta biết phần xương cổ. We know that the area of the neck. Thì nó có bảy đốt từ 1 cho đến 7, C1 cho đến C7. Vertebrae from C1 to C7. Và phần kế tiếp của chúng ta đó là cái phần cột sống của chúng ta liên quan đến phần ngực. And then the next portion we see right below it is the thoracic vertebrae. Thì chúng ta biết rằng nó được gọi là các đốt sống từ T, từ T1 cho đến T thứ 11. And medically speaking, they're referred to those vertebrae, T1 through T12. Và phần còn lại đó là
những cái cột sống từ giữa lưng xuống cho đến xương hông của chúng ta, thì nó có năm cái đốt ở tại đó. And we know that the lower part, medically speaking, down to the end, is known as the lumbar portion, and those vertebrae are referred to as L1 through L5. Và chúng ta biết rằng những cái phần này nó có một cái liên hệ rất là đặc biệt, liên lạc với sức khỏe của con người của chúng ta. And each portion of your spine is integrated according to the health in a body. Và chúng ta xem cái hình kế tiếp. Let's look at the next picture. Khi cột sống mà nó không được thẳng đứng thì chúng ta biết rằng hiện tượng này xảy ra. We see the whenever a spine is not aligned, we see this picture of the when you're looking at the posterior or anterior, you see that it's an S shape. It's not supposed to be. Cái phép lạ ngồi nổ cho chương trình huấn luyện trường chữa lành này đã xảy ra ở tại Seattle. We know that this ministry of healing, this lesson, actually exploded in Seattle. Vì chúng ta biết rằng có một thiếu nữ trong lúc bây giờ đã được Chúa nghe chữa lành. Because there was a young lady there who got healed. Bây giờ là mục sư lo về âm nhạc của Hội Thánh True Living. And now she's a pastor who takes care of the worship at True Living. Đó là cô Trinh. That is Miss Trinh. Trinh bị chứng bệnh vẹo cột sống này. Trinh had this kind of sickness or disease with the spinal cord where it was bent. Khi vào cái tuổi của tiểu học thì bắt đầu bác sĩ cho biết rằng Trinh cột sống cứ bị vẹo. And as she got into the older ages in her grade levels, the doctors let her know the condition of her spine. Và cái độ lệch của nó lên đến 45 độ. And the off alignment of it was up to 45 degrees. Chúa ngày hôm đó, Chúa ngài đã hoàn chỉnh cái cột sống của Trinh. And we praise God because that day God realigned her spine. Bởi vì cột sống nó bị vẹo như vậy. Because as the spine was overly curved. Cho nên chân của Trinh là một chân ngắn, một chân dài. We noticed that one of her legs was longer than the other. Và khi Chúa ngài chỉnh sửa cái cột sống and của whenever Trinh, God realigned her spine, khi chúng tôi truyền lệnh cho cột sống phải trở lại đúng vị trí của nó, to come into alignment and be straight, thì chân của Trinh đã dài ra điều bằng với nhau. We saw that her leg was then extended accordingly to và be equal. Cảm ơn Chúa, Trinh đứng dậy và thấy mình có thể đi một cách thẳng. And praise God when Trinh stood up from the chair, she saw that she could walk without pain. Nó là đến độ mẹ của Trinh không tin nổi con gái của mình đã được lành. So much so that even her own mother couldn't believe it. Bà đã kêu con gái mình vào trong phòng và bà lấy tay để rờ cái cột sống của con. She called her daughter into a separate room so that she could run her hand up against her spine. Bà đã kinh nghiệm cái đã xác nhận rằng Trinh đã được Chúa nghe chữa lành. That God healed her daughter. Và phép lạ đó đã làm cho rất là nhiều người con gái của Chúa nhiều nơi trên thế giới được khích lệ về việc này. Caused many believers around the world to be encouraged about what God could still do today. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn còn làm phép lạ. We praise God because He's still in the business of miracles. Cái hình kế tiếp của chúng ta. The next picture that we're going to look at. Đó là một cái những cái đốt xương cổ đã bị lệch. Is when you look at the vertebrae in the neck and it's off alignment. Và khi nó bị lệch như vậy thì chúng ta thấy rằng hệ thần kinh nó bị nghẽn. And whenever it's off alignment like that, you can see that the spinal cord is being pinched. Và có một cái phép lạ đã xảy ra cho trường hợp này. And we see a miracle that took place in this, and I want to share it with you. Một con cái Chúa ở tại thành phố Portland, Oregon. There was a believer in the city of Portland, Oregon. Và cô bị tai nạn. She was in an accident. Và cột sống, xin lỗi, các đốt xương cổ của cô đã bị lệch. And the vertebrae in her neck area. Và nó rất là gần với lại tủy sống cũng như là liên quan đến hệ thần kinh. It was damaged and so it came very close to her spinal cord and even was beginning to touch some nerves. Cho bác sĩ không dám giải phẫu. So the doctors were concerned. They didn't want to have surgery on her. Cô không di chuyển được cổ của mình. And so she was not able to move her neck normally. Nhưng tạ ơn Chúa trong một buổi nhóm. But praise God in a worship service. Khi chúng tôi có mặt ở tại đó. When we were there. Và khi chúng tôi công bố sự chữa lành trên cô. And whenever we commanded healing into her body. Thì cô đã ngã xuống. Then she fell, was slain in the Holy Spirit. Và khi cô đứng dậy, and when she stood back up,
Cô có thể di chuyển cổ she của was mình. Able to move her head and her neck normally. Cô đi ra uống nước ở tại she cái water fountain. She came out to drink water at the water fountain. Was able to bend là over. Là điều mà cô không làm được trong nhiều năm. Something that she wasn't able to do for years. Cô vừa cúi xuống vừa cô la lên. She was able to take some water by bending her head over, and she just rejoiced. Bởi vì Chúa ngài đã chữa lành because cho cô trong ơn của had Chúa. Because God healed her. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Bức hình praise kế tiếp. The Lord. Let's look at the next picture. Bức hình này cho chúng ta thấy hệ thần kinh của chúng ta nó có liên quan từ cột sống của chúng ta, các đốt sống của chúng ta liên quan đến các bộ phận ở trong thân thể của chúng ta. We know that the nervous system and the spinal cord is all associated with all of the organs in our body. Các đốt sống, các đốt xương cổ thì chúng ta thấy nó liên quan đến tai, mũi, họng của chúng ta. When we look at the map more carefully, we can see there that the C vertebrae are associated with our eyes or and with our mouth. Chúng ta biết rằng khi cái xương cổ của chúng ta bị lệch thì chúng ta biết rằng nó có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe lỗ tai của chúng ta, của cái sức mạnh của ánh mắt của chúng ta, cũng như là nó có thể liên hệ đến những cái bộ phận liên quan đến tai, mắt, mũi, họng của chúng ta. And we know that whenever, medically speaking, when the C vertebrae can be off alignment, it can affect our speech, it can affect our hearing, it can affect many parts of our facial structure. Và những phần còn lại từ cận của xương cổ chúng ta xuống cho đến nửa lưng của chúng ta. And then we talk about the T area, the thoracic area. Thì nó có liên hệ để điều khiển. It's associated with liên quan đến tim, phổi your của chúng heart, ta, your lungs, dạ dày của chúng ta, stomach. And your stomach. Và chúng ta biết rằng các cái bộ phận này nó bị ảnh hưởng khi các đốt xương sống đó nó bị lệch đi. And we know that those organs are affected whenever those vertebrae are off alignment. Và chúng ta xem hình chúng ta sẽ thấy rằng nó and when we look at the picture, đi tiếp chúng ta sẽ thấy các bộ phận khác cũng sẽ bị ảnh hưởng khi các đốt sống phần giữa lưng xuống cho đến xương hông của chúng ta nó bị lệch. We can look and see what other organs are affected whenever we talk about the lumbar region. Vì cái hình kế tiếp của chúng ta để chúng ta thấy cái hệ thần kinh của chúng ta. We see the nervous system. Chúng ta thấy những sợi dây thần kinh nó liên hệ đến các bộ phận của chúng ta. We see that all of the nervous system is associated with all of our motor skills. Và khi các đốt sống của chúng ta nó bị lệch, thì nó kẹp vào trong những cái sợi dây này. Pinches those nerves. Có những chứng bệnh chúng ta there's biết rằng sicknesses that we know khi cái đĩa đệm của chúng ta nó bị trật, thì chúng ta thấy rằng nó đã nghiến vào ở trong cái những sợi dây thần kinh, khiến cho chân bị tê nhất không thể đi được. Và khi chúng ta có thể chỉnh sửa cột sống của người ta, whenever we are able to command the spinal cord to come into alignment, the spine to come into alignment, hệ thần kinh được thoát ra, then the nerves are then released. Và thì người ta có thể nhận lại được cái sức khỏe của mình. And people can receive their health again, divine health. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh Trần Đức là người đã kinh nghiệm được điều này trong hội thánh của chúng ta. Mr. Duc Trung is one who's experienced this healing from the Lord. Một lần anh đi picnic với hội thánh trong ngày Father Day. That he went to the beach on Father's Day. Và hôm đó thì anh em cho chơi trò chơi. And while doing one of the activities, the games. Đó là mình thổi những cái bong bóng lên. You would blow up the balloon. Rồi mình chạy theo đội của mình đi lên. And you would run with your team. Ngồi xuống ở trên cái on the balloon to cái pop it. Igloo. The igloo chest to pop the balloon. Cái bong bóng đó. Nhưng mà hôm đó thì anh Đức anh ngồi mấy lần mà nó không có bể cái bong bóng. And there was a few times that Mr. Duc tried to sit on the balloon and it would never pop. Nhưng mà đĩa của cột sống của anh nó bị trật ra ngoài. But the disc had come out of alignment as he was trying to pop the balloon. Và nó hở một cái mức độ khá and trầm trọng. It was opened up a significant amount. Yeah. Thì khi đi gặp bác sĩ nói rằng cột sống này phải được giải phẫu. The doctor said that you must go through surgery. Anh đến anh trình bày với tôi. And he came and he explained it to me. Tôi nói rằng chúng ta lấy đức tin để nhận sự chữa lành. To receive healing for you. Và cảm ơn Chúa. And praise the Lord. Chúng tôi làm công việc và chúng tôi sắp sửa huấn luyện cho anh chị em ở tại đây. We're about to teach you to do. Cột sống của anh đã được lành. And his spine came back into alignment and he was healed. Và bây giờ đã hơn 12 and now, năm. It's been more than 12 years.
Anh Đức không phải giải phẫu mà Chúa ngài đã chữa. He never had to have surgery. God healed him. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Hôm thứ ba anh làm chứng việc này cho những người có mặt ở trong cửa tiệm của anh. On the Tuesday he came and he testified, made was a witness for the people at his shop. Anh nói rằng bây giờ cột sống của tôi nó trẻ said, như một thanh niên 18 tuổi. He said my spine is now as healthy as an 18-year-old. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Praise the Lord. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Hallelujah. Chúng ta có thẩm quyền Chúa ban cho để chúng ta dời núi. God gives us the authority to move mountains. Cho nên chúng ta cũng có quyền để chúng ta truyền lệnh cho các đốt sống nó phải di chuyển. The authority to speak to vertebrae and command them to come back into alignment. Cái nền tảng căn bản của phương pháp này mà tôi đang huấn luyện cho anh chị em. The basic strategy by which I'm teaching you. Nó dựa trên nguyên tắc này. It is based upon this foundation. Những gì bác sĩ y khoa có thể chữa lành cho người ta qua thuốc men whatever và phương tiện y khoa can heal through medicine and surgery, là cơ đốc nhân chúng ta có quyền để đem sự chữa lành đến cho họ bởi đức tin của chúng ta. As believers, we can bring that exact healing through our faith. Và bởi danh của Đức Chúa Jesus. And in the name of Jesus Christ. Amen anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Nên bây giờ chúng tôi muốn làm nháp để anh chị em có thể thấy được cách nào để chúng ta có thể giúp đỡ cho một người bị đau nhất ở trên lưng của mình có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. So now we're going to do some examples with you so that you can bring minister healing to somebody who has back pain. Có ai từ đây đang bị đau lưng không? Is there anybody here with back pain? Xin mời người đó lên để chúng tôi có thể giúp đỡ đi quý vị được chữa lành của Chúa ngay trong giờ này. Any back pain? Có ai đang đau lưng cần được chữa lành? Mary, are you coming up? Mary Cruz? All right. Okay. Anh Đức đem dùm cho mục sư cái ghế lên. So Mr. Dick Tran, he's going to bring a chair. Để mọi người có thể thấy được thì chúng tôi sẽ mời Mary Cruz tiến lên phía trên này. So that everybody can see, we're going to put the chair up here and invite Mary Cruz to sit. Như chúng ta đã được giới thiệu, chúng ta thấy rằng khi cột sống của chúng ta nó bị lệch thì có một cái hiện tượng xảy ra, đó là chân của chúng ta vì cái xương hông của chúng ta nó không đúng theo như cái góc độ của nó. Cho nên một chân thường là có cái dài hơn là cái chân kia. And as I've shown you before through the images on the screen as well as taught you is that whenever there is a condition where the spine is misaligned, we will often see that one leg is longer than the other. Cho nên trong trường hợp này chúng ta sẽ kiểm soát xem có phải là cột sống của Mary Cruz nó bị lệch hay là không. So right now we're going to observe to see if Mary Cruz's spine is off alignment. Vì chúng ta phải biết một cách chính xác, đúng thì chúng ta mới có thể giúp đỡ cho người ta được lành. It is only whenever we are be able to specify the exact problem that we can minister healing accordingly. Cho nên chúng ta mời cái người chúng ta phục vụ ngồi xuống ở trên ghế. So we will invite the person to whom we're ministering to sit on a chair. Và khuyến khích họ ngồi sát cái mông của mình vào trong lưng ghế. All the way back in the chair. Để không có cái đồ chùi mà so trong lúc chúng ta phục vụ thì họ slide not moving around as we're ministering to them. Và công việc của chúng ta là chúng ta nâng cái hai cái gót chân của họ lên. Is to lift up both of their heels as they extend their leg. Bởi vì chúng ta đỡ cái gót chân của họ để họ không có bị mỏi vì chúng ta biết rằng holding up their heels so that their legs don't get tired. Để kiểm soát xem hai cái chân của họ nó có đều với nhau hay không. To see if both of the legs are equal in length. Và nếu nó không đều. And if they're not equal in length. Thì trong danh Đức Chúa Jesus, in the name of Jesus Christ, chúng ta truyền lệnh cho xương hông command for the spine and the hip bones. Nó phải xoay đúng cái góc độ của nó. Into alignment. Và khi nó di chuyển accordingly. And when it moves, thì chúng ta sẽ thấy rằng chân của họ, một chân dài chân ngắn, nó sẽ dài đều bằng với nhau. That were once one was longer than the other, that they'll become even. Amen. Amen. Trong lúc chúng tôi phục vụ thì có ai khác ở trong
phòng nhóm của chúng ta tại đây mà bị bệnh đau lưng. Chúng tôi muốn anh chị em được lành ở trong buổi tối hôm nay. Và đây là điều mà tôi nói trong ơn của Chúa. Chúa cho VBC Hiếu Sinh của chúng ta có được cái sự sức giàu liên quan đến tất cả những cái chứng bệnh liên quan đến cuộc sống. Và tôi có thể tuyên bố rằng 100% những người đau cuộc sống đến VBC Hiếu Sinh của chúng ta hoặc là tham dự các cái mục vụ của VBC Hiếu Sinh, tất cả đều được chữa lành. So once again, I want to ask, is there anybody here that has chronic back pain? We want to minister to you so that you can receive healing from the Lord. I can confidently say by the grace of God here at VBC Houston, there is an anointing where everyone who has come up with back pain 100% have been healed. Và cảm ơn Chúa những người như cô Mai đã được Chúa ngày chữa lành gần 20 năm về trước. She's been healed for over 20 years. Nhiều anh chị em của chúng ta đã được chữa lành. There's many other brothers and sisters who've been healed from their back pain. Kể từ lúc chúng tôi học hỏi và được Chúa ngài ban phước cho cái phương cách này. From the time that the Lord was able to reveal this to us and we studied more. Và chúng tôi đã giúp đỡ cho rất là nhiều người. And we were able to help many people and minister to them. Khi có một trường hợp chữa lành được xảy ra. When there is a healing occurrence that takes place. Đức tin của tôi và hội thánh gia tăng. The faith, my faith as well as the faith of the church increases. Khi có một người khác cần được sự chữa lành về cuộc sống. When there's another person who needs healing in their back. Thì các anh chị em đã được chữa lành. The brothers and sisters who have received healing. Hợp tác với tôi để phục vụ cho người đó. Will also work and partner with me to minister to them. Vì chính họ đã được chữa lành. Because they themselves have received healing. Cho nên họ không một chút nghi ngờ. So they have no doubt. Thì cái kết quả lại là nó còn mạnh mẽ và chắc chắn hơn nữa. There's even a greater increase of faith in the healing for back. Và cảm ơn Chúa trong 20 năm qua. And so over the 20 years, praise God. Thì những cái kinh nghiệm và những cái trường hợp đã được chữa lành về cột sống. Of healing on the spine in the back area. Nó cứ cộng thêm vào. They continue to combine. Cho nên tôi có thể nói rằng 100%. So I can say 100%. Bởi vì tôi không có một chút nghi ngờ nào rằng Chúa ngài có thể chữa lành cho những người bị đau cuộc sống. Vì tôi đã thấy quá nhiều rồi. Amen anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Can I raise you and check your leg? Okay. So here you're going to see that Pastor is checking to see that if Mary Cruz's legs are equal. And you'll see this one on the right side is a little bit shorter than the one on the left. Yeah. Chúng ta thấy ở trong cái công việc ở tại đây. And Mary Cruz testifies that she has a pinch pain in the right side. Yeah. Chúng ta thấy ở tại đây là chân bên phải của cô ngắn hơn chân bên trái. Và cô cũng đã xác nhận rằng có một cái chỗ đau nhất ở bên hông của cô. Bây giờ công việc của chúng ta là khi chúng ta đỡ cái gót chân của họ lên để họ không có bị mỏi. So our responsibility is to hold up their heels so that their legs won't grow tired from being extended. Và chúng ta biết rằng cột sống đã bị lệch. And we know that their spine is off alignment. Và bây giờ chúng ta vận dụng đức tin dời núi của chúng ta. And now we use our mountain moving faith. We apply it here. Và chúng ta truyền lệnh cho xương hông của cô sẽ xoay đúng trở lại góc độ. To rotate into proper alignment. Các đốt sống trở lại vị trí của nó. And all the vertebrae will come into alignment. Gân các bắp thịt. All the tendons, all the muscles. Phải trở lại đúng kích thước của nó. Back to the original measurement that God created them to be. Và công bố Mary Cruz hãy được lành. Mary Cruz, you will be healed. Amen anh chị em. Amen. Bây giờ anh chị em thấy tôi sẽ thực hiện công việc này. And so my brothers and sisters, you're going to see this happen. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. I command hip bones to rotate to the right angle. In the name of Jesus, I command vertebrae to be in alignment. I speak to tendon, muscle, ligament, be lengthened to the right measurement in the name of Jesus. I command right now, right leg grow even to the left. There you go. It's moving. It's moving. It's moving. Trong danh Đức Chúa Giêsu, xương hông của người chị em này hãy xoay trở lại đúng góc độ mà Đức Chúa Trời ngài đã định. Ta truyền lệnh ở trong thời gian này, các đốt sống, ta truyền lệnh cho gân, bắp thịt, hệ thần kinh, tất cả hãy trở lại đúng kích thước mà Đức Chúa Trời ngài đã định. Mary Cruz hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa và được lành ngay giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Đau nhất, chấm dứt, ra khỏi thân thể của chị em ta trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen, anh chị em. Chân phải của Mary Cruz đang được kéo dài ra và chúng ta có thể thấy ở tại đây. My brothers and sisters, you can see that her right leg is now even with her left.
Và Mary Cruz cũng cảm nhận được cái ở trên xương hông của mình đang có cái sự di chuyển. She can feel the movement in her hip and her back. Amen. In the name of Jesus, trong danh Chúa Giêsu, hãy được lành trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Even right now, stand up and rotate your back to see how is it. Is there any pain left? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Không còn đau nhức gì nữa. There's no more pain. Praise God. God bless you. God bless you. Okay, còn một người nào khác? Is there anybody else? Bị đau lưng, bị đau cuộc sống. Back pain. Yeah, Dion, come. Dion, come on up. Oh, Leon. Leon. Ngồi sát cái lưng của mình vào trong nhà. Okay, I'm gonna sit. Oh wow. Anh chị em ở tại đây chúng ta có thể thấy chân của Dion khác biệt rất là nhiều. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng chân phải ngắn hơn bên chân trái gần một inch. Almost an inch. Yeah, anh chị em có thể thấy được. So you can see it in the camera. Chúng ta có thể nhìn từ một cái góc cạnh cái gót chân ở bên chân trái nó dài hơn và chúng ta thấy cái gót nó lộ ra đó. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta truyền lệnh trong thời gian này. Xương hông của Leon hãy được trở lại đúng góc độ mà Đức Chúa Trời đã định. Di chuyển ngay trong thời gian này. As you go, it's moving. Trong danh Đức Chúa Jesus ta truyền lệnh để gân, bắp thịt hay thần kinh những sợi dây chằng hãy được kéo dài ra và điều bằng với nhau. There you go, it's moving, it's moving. There you go. Trong danh Đức Chúa Giêsu, ta truyền lệnh ở trong thời gian này, các đốt xương sống hãy trở lại đúng vị trí, được thẳng đứng, được lành ngay giờ này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Anh em cho em thấy nó đang di chuyển, à, đang bằng nhau. Tiếp tục, hãy được kéo dài ra và điều bằng với nhau trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. There you go. Bây giờ thì chỉ còn một chút xíu thôi. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, hãy được kéo dài ra, điều bằng với nhau và được lành. Cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Leon hãy được lành và được khỏe mạnh. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Nó đã bằng với nhau. Ok. Dạ. Yeah. Kiểm soát lưng của mình xem như thế nào. Perfect. Hallelujah. Chân của em được kéo, nhưng mà feel được. I felt the right it pull so tensely, like pull out, so amen, amen, like, hallelujah. Thấy cái chân của mình như là có một cái sự hiện diện kéo nó ra. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước. Amen. Hallelujah. 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 Con có ai khác ở trong phòng bị đau liên quan đến cuộc sống? Who has back pain? Hả? Dạ, tê chân. It have a numbness, tingling numbness in his leg. Okay, yeah, come. Hả? Dạ, chút xíu, một số sẽ dài cái điều đó. Paul, you have numbness in your leg? Okay, yeah. Hiện tại nó đang có không để mình có thể kiểm soát? We're asking Paul right now if he's experiencing that tingling right now so that we can minister to him. Okay. Numbness when you sit down. Come, then come. Thì chúng ta biết là tại đây, trong trường hợp này thì cột sống nó cũng chắc là có vấn đề, cho nên chúng ta kiểm soát xem nó có bị lệch hay là không. We know in this situation that there can be an issue in the spine pinching a nerve, so we're going to look and evaluate. Anh Paul cho chúng ta thấy đó rằng khi anh nằm ngủ hoặc là ngồi xuống, đôi khi thấy chân của mình nó có độ tê và có những cái hiện tượng đó. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm soát xem thật là cột sống của anh có bị lệch hay không. So now let's evaluate to see if his spine is out of alignment. Okay. Move your back all the way back to the chair so it will not slide. Okay.
Trong trường hợp này thì chân trái lại ngắn hơn chân phải. In this situation, we see that the left leg is shorter than the right. Và chúng ta tới đây biết rằng nó cũng có độ lệch của nó. And we know that there is a misalignment. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền lệnh trong thời gian này. In Jesus' name, I command các đốt sống của Paul hãy trở lại đúng vị trí. In Paul's back to come into alignment. Ta truyền lệnh trong thời gian này, xương hông di chuyển trở lại đúng vị trí. I command his hip to rotate. Hệ thần kinh bị nghẽn hay được đã thông và được lành. Và trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chân trái hãy dài ra đều bằng với chân phải. In Jesus' name, may the left leg extend to be equal length with the right. Cảm ơn Chúa, bây giờ gót chân nó đã đều với nhau. Praise the Lord. Now trong danh Đức Chúa Jesus Christ, hiện tượng tê chân dừng lại kể từ ngày hôm nay. Anh em tôi hãy nhận sự chữa lành và được lành trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. Stand up and check to see if it's in the Paul fell in the roof about 18 years ago. Mm-hmm. So I'm always got pain from here all the way, and I got numbness all the time. If I sit down long enough, I have to stand up and walk around. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Amen. Hallelujah. Anh bị té từ ở trên nóc nhà xuống 18 năm về trước, cho nên luôn là bị đau nhức ở trên cổ của mình cũng như chân của mình bị tê. Và cảm ơn Chúa, Chúa nghe đã chữa lành trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa. All right. Hallelujah. Mỹ cũng bị đau lưng hả? Miss Mỹ, it's back pain. Betty. Betty. Okay. Can I get a blanket? Anh chị em theo dõi kỹ nha. Để ngày mai khi có người đến và cần được sự chữa lành thì những người học viên có thể được mời để có thể phục vụ những người đau ốm. Nói như vậy tối nay đừng trốn nha. So I want everyone to pay attention because tomorrow you're going to be put into practice. Now I don't want you to hide at home tomorrow because you're afraid to do it. Anh chị em, không có gì tốt cho bằng chúng ta thực hành. Mà nhất là khi chúng ta có thầy đang dạy mình, có mặt với mình, có thể giúp đỡ cho mình. Thì có như vậy khi chúng ta phục vụ mà không có thầy mình kế bên cạnh, thì chúng ta có thể làm như là chúng ta đã thành thạo trong công việc. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Mỹ bị đau cột sống đã bao lâu rồi? How long has your back been hurting? From 1992. Okay. Yeah. Dạ, nó có một cái độ lệch nhỏ thôi nhưng mà chân ở bên phía bên tay trái và ngắn hơn chân tay phải. We see a slight difference in that the left leg is shorter than the right. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền lệnh trong thời gian này, xương hông xoay trở lại đúng góc độ mà Đức Chúa Trời Ngài đã định. Ta truyền lệnh cho các đốt sống của Mỹ hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa và được lành ở trong thời gian này. Xoay trở lại đúng góc độ, trở lại đúng vị trí mà Đức Chúa Trời đã định. Và ta truyền lệnh cho gân, các bắp thịt hãy được kéo dài ra điều bằng với nhau trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Đau nhức chấm dứt và sự chữa lành của Chúa đến trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa nó đã đều với nhau. Hallelujah. We see now, praise God, that her legs are now even. Stand up. How is it? It's amazing. It's amazing. Yeah, con feel nó nguyên cái giỏ của con nó stretch ra. Amen. Mà con bị làm gymnastic. Lúc đó là con đang làm cái handstand như vậy. Mà cái người hướng dẫn á, là họ kéo con đi như vậy. Mà cái cổ con thì nó đi ngược như vậy. Cho nên là nó bị cái gì ở cái lưng mình không biết. Mà từ đó là lúc nào nó cũng lâu lâu, mình ngồi lâu thì nó đau. Mà hiện giờ là giống như là nó hết rồi. Hallelujah. She have this injury in gymnastic. And it's one day, the instructor and her pull the body in different direction and her backbone is messed up, and tonight the Lord just healed her. Praise the Lord. Praise God.
Năm 1992 là năm 1900 hồi đó hả? Wow. 32 năm. Anh chị em có những người họ đau đớn với bệnh tật của họ và họ chờ để có những người hiểu được thẩm quyền Chúa ngài ban cho để chúng ta có thể phục vụ. There's people out there who are living with pain in their bodies and they're just waiting for a believer of the Lord Jesus Christ to come and minister healing to them. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bây giờ có những cái chứng bệnh nó liên quan đến từ giữa lưng của chúng ta lên đến cổ. And so the next portion we're going to talk about is if you have any sickness or ailments that pertain from the mid back up to your neck. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái phương pháp gọi là kéo dài tay của họ ra. And now we're going to do the method where we might say where we're pulling out their arms. Nếu xương hông ở dưới này cần phải xoay trở lại đúng góc độ. If the hip area must be rotated to be back in its proper alignment. Thì vai cũng cần phải xoay trở lại đúng góc độ của nó. The shoulders must also be rotated into proper alignment. Cho nên khi chúng ta biết là những người họ nói với chúng ta rằng họ bị bệnh từ nửa lưng lên đến cổ. So when people tell us that they have a pain or a sickness pertaining from the mid back up to the neck, thì chúng ta kiểm soát xem là vai của họ có đúng góc độ hay không. If their shoulders are in alignment. Và nếu nó không đúng theo góc độ của nó bị lệch. In alignment, thì tay của họ sẽ là một tay dài tay ngắn. Then we'll see that one of their arms is longer than the other. Và công việc của chúng ta là truyền lệnh cho vai nó xoay trở lại đúng góc độ. Các đốt sống trở lại đúng vị trí của nó. Và sự chữa lành đến. Để chúng ta sẽ thấy sự chữa lành được xảy ra. Ok, như ý. Như ý rằng có những đau nhức ở trên cổ của mình phải không? Maybe because of work, the last few years, once in a while, feel pain is go from the neck down to the shoulders on the left. So let's see if her arm is even. Trong trường hợp này thì chúng ta khuyến khích cho người chúng ta phục vụ đứng dang chân của mình ra theo như cái chiều ngang của cái vai của mình. In this situation, you want to ask the person that you're ministering to stand in a way where their stance, their feet are in alignment with their shoulders. Và chúng ta kiểm soát bằng cách khuyến khích họ để hai cái mũi chân của họ nó ngang với nhau. And we want to encourage them to make sure that their feet are in alignment both this way and that their legs are in alignment with their shoulders. Chúng ta khuyến khích họ chắp tay và duỗi thẳng tay ra phía trước. You're going to ask them to put their hands forward to touching each other together as she's doing now. Okay. Chúng ta thấy ở tại đây là tay bên tay trái ngắn hơn bên tay phải. And when we look closely, we're going to see that her left arm is shorter than her right. Và công việc của chúng ta là chúng ta truyền lệnh cho vai nó trở lại đúng vị trí của nó. And our responsibility is to command, speak to these shoulders to come into alignment. Truyền lệnh cho các đốt sống trở lại đúng vị trí. We're speaking to the vertebrae to come into alignment as well. Và truyền lệnh cho gân các bắp thịt trở lại đúng kích thước của nó. The ligaments to come in their proper measurement. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thẩm quyền Chúa đã ban cho ta. Ta nói với cột sống của Như Ý, hãy trở lại đúng vị trí. Các đốt sống trở lại đúng vị trí. Vai hãy trở lại đúng vị trí. Ta truyền lệnh trong thời gian này, gân, các bắp thịt hãy trở lại đúng kích thước mà Chúa đã định. Tất cả hãy được hoàn chỉnh trong thời gian này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Hãy được lành trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Nó đã đều với nhau. So now we see that they're even. Thử kiểm soát vai của mình, thử kiểm soát. So now she's going to see. Cảm ơn Chúa là lúc hồ sơ cầu nguyện thì con thấy là cái cánh tay ở bên đây tự nhiên cái nó vươn ra như thế này. Cảm ơn Chúa nha. So as pastor to minister, I feel my left arm is growing and praise the Lord is moving. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. No more pain. Cảm ơn Chúa. Chúa chữa lành trong ơn của Chúa. Anh chị em tin mình có thể làm được không? Do you believe that you can do it? Vì trong danh Đức Chúa Giêsu, bạn có thể chữa lành những người đau ốm. Can heal the sick. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Praise the Lord. Có ai có thắc mắc gì về việc này? Anybody have questions about what we've learned tonight? Yeah. Phần còn lại của tài liệu, anh chị em có thể nghiên cứu thêm. The portion that's remaining in the study, the papers that you have, you can study it more intensely. Thì nó có những cái phần như chúng ta đã học. You're going to see the areas that we've studied. Chúng ta truyền lệnh. We command. Để bệnh tật nó ra khỏi thân thể của một người. Chúng ta truyền lệnh để có những cái hoàn chỉnh nó xảy ra. Cho nên trong tài liệu còn lại, chúng tôi có ghi một số những cái chứng bệnh mà chúng tôi thường thấy đã kinh nghiệm được sự chữa lành. A few sicknesses and diseases that we have seen God heal. Và tài liệu này cho chúng ta biết cái triệu chứng của nó là gì. And we are help you to understand what the root cause is. Chúng ta có cái tên chính xác của nó. We have the specific name. Anh chị em, lý do là bởi vì danh của Đức Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. Is that the name of Jesus Christ is the name above all names. Mà nghe đến danh của Ngài thì mỗi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quỳ xuống. When we hear the name of Jesus Christ, everything should bow before him. Cho nên bệnh tật nó có cái tên của nó. So every sickness has a name. Ung thư nó có cái tên của nó. Cancer has a name. Cho nên chúng ta công bố danh Đức Chúa Giêsu trên cái ung thư. We declare the name of Jesus Christ over the specific name. Ung thư nó nghe nó phải vâng lời. Of cancer and it must obey. Amen anh chị em. Amen. Đó là điều mà chúng ta thực hiện. That is what we're going to do. Chúng ta tìm hiểu để biết cái tên của nó. We have to understand what is the name of that sickness or disease. Chúng ta hỏi việc nó đã xảy ra khi nào. We have to ask when did it occur. Có khi chúng ta phải hỏi là nó đã bao lâu rồi. Sometimes we have to ask how long have you been going through this. Và nếu chúng ta biết cái lịch sử của cái chứng bệnh đó. And when we understand the history of that sickness. Thì chúng ta có thể truyền lệnh một cách chính xác. And you can command more specifically and speak to it. Càng biết chính xác chừng nào chúng ta càng có thể giúp đỡ cho những người chúng ta phục vụ. The more you can help the person that you're ministering to. Cho nên khi chúng ta biết được cái tên của nó và cái triệu chứng đó nó hoạt động như thế nào. So whenever we know the name of that sickness or disease and how it operates. Hay là cái bộ phận nào nó đã bị or ảnh hưởng organ it is affecting, thì chúng ta có thể truyền lệnh cho cái bộ phận đó hoạt động trở lại organ to work again. Và có những trường hợp nó and là bẩm sinh they were born with it. Và là có những trường hợp nó là bị tai nạn. And in other situations it may be an accident that occurred. Thì chúng ta khi chúng ta biết thì chúng ta có thể giúp đỡ cho anh chị em chúng ta một cách tốt đẹp. Help the person who needs healing. Đó là làm chứng để chúng ta thấy danh của Chúa Giêsu rất là quyền năng. Again we see that the name of Jesus Christ is so powerful. Anh Đức không có nói tiếng Anh nhiều. Mr. Duc Tran, he doesn't speak much English. Và ở tại cái cửa tiệm phục vụ của mình. And in his shop where he's ministering to people. Thì mọi ngày kia có một bà khách hàng bà đến và bà cần được chữa lành. There was a client there and she needed healing. Bà nói cái chứng bệnh nó dài lòn thòn, anh không biết để anh đọc. And the name of the sickness was super long and there was no way that he could repeat it. Nói rằng tôi không đọc được cái tên của cái bệnh này. I can't read what this is. Xin bà viết cái tên của nó xuống trang giấy cho tôi. Would you please write out the name of your sickness on a piece of paper? Thì anh Đức đã truyền lệnh nó như thế này. And then he spoke to it, commanded it in this manner. Trong danh Đức Chúa Giêsu người Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Cái bệnh tên của ngươi viết ở trên tờ giấy này. The sickness that's been written down on this sheet of paper. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. In the name of Jesus Christ. Ra khỏi thân thể của ngươi này. Leave this body now. Lập tức bà này được chữa lành. And immediately she was healed. Amen. Amen. Chúng ta được Chúa cho chúng ta một đặc ân rất lớn. Chúa Giêsu cho chúng ta quyền để sử dụng danh của Ngài. Là danh trên hết mọi danh. Amen anh chị em. Amen. Anh về và chúng ta có thể nghiên cứu so nhiều chứng bệnh. I encourage you to go home and begin to study all of these sicknesses. Anh chị em, nếu chúng ta bỏ 15 phút một ngày để chúng ta nghiên cứu. And if you take 15 minutes of a day to study all of this. Người ta nói rằng nếu chúng ta dành 15 phút một ngày để chúng ta nghiên cứu về một đề tài nào đó. If people say that if you take 15 minutes a day to study about a subject. Thì sẽ trong vòng 3 năm chúng ta sẽ là những người chuyên môn về lĩnh vực đó. You'll become a specialist about this subject. Amen anh chị em. Amen. Chúng tôi
nghiên cứu những cái tài liệu này và chia sẻ với anh chị em. So we have studied this and I want to share it with you. Vì tôi tin rằng khi chúng ta biết cái chứng bệnh đó càng chính xác chừng nào, the more specifically you know about the sickness, thì chúng ta có thể tấn công nó trong danh Đức Chúa Giêsu một cách chính xác chừng đó. Amen. Amen. Có nhiều con cái của Chúa họ đặt câu hỏi với tôi rằng như vậy, tôi có cần đi bác sĩ không, mục sư? Well, do I need to go to the doctor? Tôi nói rằng cứ đi. I say yes, just go. Và để họ định bệnh. And let them diagnose you. Và một khi chúng ta biết cái tên and của cái bệnh you của know mình, the name of the sickness or disease, thì chúng ta có thể nhân danh Đức Chúa Giêsu và chúng ta trị nó. You can deal with it. Amen, anh chị. Amen. Cho nên chúng ta có thể hợp tác với bác sĩ để làm công việc này. So we can partner with the medical professionals to do this. Tôi mở ngoặc tại đây một điều. And so I want to open up in parentheses and say this. Vì chúng ta không phải là bác sĩ y khoa chuyên môn. Because we are not medical professionals. Cho nên chúng ta không có quyền. So we don't have the right. Để bảo cái người chúng ta phục vụ. To tell the person who we're ministering to. Bỏ thuốc đừng uống thuốc nữa. To not take their medication anymore. Chúng ta không cần giúp Chúa trong công việc này. We don't need to help God in this. Chúa nghe chữa lành thì God bác sĩ sẽ them, xác nhận điều the, đó. The doctors will confirm it. Thì bác sĩ sẽ nói rằng bây giờ không say, còn bệnh nữa thì không well, cần uống thuốc nữa. Sick anymore, you don't have to take your medication. Và bác sĩ có thẩm quyền để làm and công việc đó. The doctors have the authority to do that. Chúng ta không được quyền để chúng ta bảo người ta thôi đừng bỏ we bỏ thuốc đừng uống thuốc the authority to tell people to not take their medication that's been prescribed to them. Công việc của chúng ta là nhân danh Chúa Giêsu và chúng ta phục vụ những người đau ốm. In the name of Jesus Christ we heal the sick. Và khi họ được chữa lành and when they're healed, thì bác sĩ sẽ xác nhận điều and đó. Ở tại thành phố Houston của chúng ta có một Houston, người rất là nổi tiếng. Famous, bà bác sĩ Bích Ngọc. Lady Bích Ngọc, Dr. Bích Ngọc. Có cái văn phòng she của giải phẫu thẩm mỹ. To have plastic surgery. Thì bị đau ở trên vai của mình rất là nặng. She had a lot of pain in her shoulder. Thì trong gia đình có rất là nhiều người em là bác sĩ y khoa. And in her family there were a lot of people who were doctors. Thì đã cho biết rằng chị cái bệnh này là uống thuốc suốt đời của mình. That is that they let her know that she would have to take medication for the rest of her life. Vì cột sống bị suy thoái. Because her spine was off alignment. And degenerate. Thì khi đến đây và được chúng tôi giúp đỡ. And whenever she came here and we were able to minister to her, thì bà đã nhận được sự chữa lành. She received her healing. Bà trở về và gặp các em. She went home and she told her siblings. Thì họ đã khám xét và cuối cùng nói rằng bà không cần uống thuốc nữa. They began to examine her and they said, well, then you no longer have to take medication. Hãy để bác sĩ xác nhận điều Đức Chúa Trời làm. So let the doctors confirm what God has done. Amen, anh chị em. Amen. Tôi biết có những người thì họ quan niệm là bây giờ mình phải lấy đức tin mình bỏ thuốc mình làm cái này cái kia. I know there are some people who say that oh by faith you have to not take medication anymore. Tôi không quan tâm đến việc đó. I don't pay attention to that. Điều mà tôi quan tâm what I give attention to đó là khiến cho đời sống của tôi is that I want my life từ cái chỗ ít đức tin from being of little faith trở nên những người có đức tin dời núi to become a person with mountain moving faith và phục vụ trong đức tin dời núi này and minister in this mountain moving thì người ta sẽ được lành and they will be healed. Cảm ơn Chúa vì ung thư praise đã được giải cứu. Even cancer has been healed. Những khối u trong thân thể there's đã được tumors that have been gone. Cái những cái van tim hở đã được lành. There are open valves in the heart that have been closed in the name và of Jesus. Rất nhiều chứng bệnh đã and được chữa lành. Many sickness has been healed. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Và chúng ta có thể kết luận chương trình huấn luyện chúng ta như thế này. So we can conclude our training as such. Trong môi trường truyền giáo. In a situation in the environment of evangelism. Tôi tin một cách chắc chắn rằng. I believe assuredly. Chúng ta không có gì để nghi ngờ rằng Chúa sẽ chữa lành những người chưa tin Chúa. No reason that we should doubt that God is going to heal that person. Vì thư Hebrew cho chúng ta thấy hình ảnh này. Đó là Đức Chúa Trời cùng làm việc với chúng ta. Ngài cùng làm chứng với chúng ta. Ngài lấy những dấu kỳ phép lạ để làm chứng với chúng ta. Và Chúa Ngài sẽ có mặt để giúp đỡ cho những người cần được sự chữa lành. Để họ biết rằng Chúa rất thật. Ngài yêu thương họ. Và Ngài muốn cứu họ. Cho nên chúng ta không chút nghi ngờ và có vấn đề khi chúng ta giúp đỡ.
Nhưng mà đối với những con cái của Chúa, but when it comes to believers, chúng ta có thể gặp trở ngại trong việc giúp cho họ được lành. Experience some hindrance có while những trường ministering hợp, to them. There's a situation. Có thể có những điều ngăn trở trong đời sống của it họ. Could be things that are preventing them from receiving healing. Có một người học trò mà tôi đã kể hôm qua. There's a student with whom I shared with you about last night. Thì chúng tôi phục vụ và we served him. Không có chuyện gì xảy ra. And we saw nothing happen. We ministered and nothing happened. Chúa, and I said, gì? God, what's going on? Chúa rằng cay đắng đó con. And God said, bitterness. Và khi tôi hỏi thì người này đã nhìn nhận. That person admitted to having bitterness. Và tôi khuyến khích, and I phóng thích cái người mà mình đã cay đắng. To forgive the person, I encourage that person to forgive và that cái person rễ đắng that đó. Caused them bitterness. And cut off the root of that bitterness. Thì cảm ơn Chúa ngày này được chữa lành ngay tức khắc. That person was healed immediately. Một trường hợp khác là another situation, sự chữa lành không đến. Is it where healing didn't come? Vì người này có bùa ở trong đời sống của mình. Because this person had voodoo in their lives. Và khi khước từ những lá bùa đó. And whenever they rejected that voodoo, thì lập tức đã được chữa lành. Then immediately they were healed. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Có những cái liên hệ thuộc linh. There are some spiritual associations. Và khi chúng ta hiểu được cái nguyên do của nó, the root of it, chúng ta không biết hết tất cả mọi sự. We may not know everything. Mà cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu sai phái một đấng biết tất cả mọi sự. Because God is a God who knows all things. Và Ngài đã sai Đức Thánh Linh là thần chân lý đến. Spirit to come for revelation. Ngài biết hết tất cả mọi sự. And he knows all things. Và qua ân tứ của Chúa, Ngài có thể bày tỏ cho chúng ta. Spirit, he can reveal it to us. Và khi chúng ta biết cái cớ ngăn trở, and when we know the root of the hindrance, chúng ta giúp đỡ cho bệnh nhân, we can minister and help that sick person. Thì chắc chắn họ sẽ được lành. And surely they will be healed. Mà biết chắc hơn nữa, and we know Chúa Giêsu nói rằng, that Jesus Christ said, bánh của sự chữa lành, that the bread of healing, dành cho con cái, is for his children. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise anh chị em được phước không? Are you blessed? Amen. Amen. Cho nên những người đã kinh nghiệm được sự chữa lành và anh chị em đã thấy buổi tối hôm nay. So for those of you that have seen that the healing of God take place tonight. Nếu anh chị em biết có những người đã bị đau ốm bệnh tật. If you have received the healing tonight and you know of someone who is also experiencing that same sickness or pain. Ngày mai hãy trở lại và mang họ đến đây với chúng ta. Tomorrow return. And bring them with you. Và chúng ta sẽ cùng nhau phục vụ and những người này. And we will together minister to them. Amen, anh chị em. Amen. Rồi người ta sẽ đồn ra công việc này. And then they're going to go spread the word. Và thân thể chúng ta đền thờ nơi Chúa ngự. And we are the temple of God, where the trở Lord resides. Trở những đền thờ. Will become temples. Đầy quyền năng của Chúa. Full of the power of God. Giống như những chùa, những cái đền. And just like those temples, or there's out there, người ta nói rằng ở tại đó có những chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Cho nên người ta đi xe hàng giờ đồng hồ để đến đó. Anh chị em, đời sống của chúng ta cũng có thể đem lại cái hiệu quả đó. Vì chúng ta đang có Đức Chúa Trời toàn năng, hằng sống, đang ở trong chúng ta. Amen anh chị em. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì hai ngày phước hạnh mà chúng con đã trải qua. Chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài ban cho chúng con thẩm quyền ở trong danh của Ngài. Ngài đã cho chúng con có thẩm quyền trên bệnh tật, trên quỷ dữ, và Ngài truyền lệnh cho chúng con hãy đi và chữa lành những kẻ đau ốm, nhân danh Ngài và chữa lành những người đau ốm, nhân danh Ngài mà trị quỷ, để phục hồi những đời sống từ chỗ thiếu sức khỏe trở nên đầy sức khỏe lành mạnh, những đời sống bị cầm buộc có thể kinh nghiệm được sự tự do trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa vì chúng con là những kẻ tin. Và Chúa hứa với chúng con rằng những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Các dấu lạ này sẽ cập theo những kẻ tin. Cảm ơn Chúa vì các dấu kỳ phép lạ sẽ đi theo chúng con bất cứ nơi nào chúng con đi, để chúng con sẽ hiệu quả trong việc giảng tin lành nước trời, chữa lành những người đau ốm, giải cứu những người bị ức hiếp, khiến cho người phun được sạch, và có những lúc chúng con gọi những người chết sống lại.
will be times, oh God, that we can resurrect the dead. Chúng con ngợi khen Chúa. We thank you, Lord. Chúng cảm ơn Ngài vì đặc ân Chúa ban cho. We praise you for this blessing, this honor that you've given us. Xin sử dụng chúng con. Would you use us, oh Lord? Bây giờ chúng con đã được trang bị. Because now we are prepared. Xin sai phái chúng con. Send us out, oh God, commission us. Có con đây, xin sai phái chúng con. Here I am. Send me. Chúng con ngợi khen Ngài. We thank you, Lord. Chúng con cầu nguyện. We pray all these trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Amen. Praise the Lord. Anh chị được phước không? Are you blessed? Cảm ơn Chúa. Praise cảm the Lord. Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chúa sử dụng anh chị em, đại dụng anh chị em cho vinh quang của Ngài. May God use you for His glory's sake. Xin Chúa cũng ban phước trên thức ăn mà chúng con sẽ cùng dự bữa chung với nhau. Xin Chúa ban ơn lại trên những bàn tay đã chuẩn bị để chúng con có thể có thời giờ chúng con dùng bữa chung với nhau. Chúng con ngợi khen Ngài. Để chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Tôi được biết có hai món ăn ở ngoài kia do hai chị em của chúng ta từ xa đến tham dự. I know that there's two dishes out there where some of our sisters from afar have brought as they come to attend the training. Chị hôm nay đã đến đây trước để nấu cho chúng ta. Early so that they could cook it and prepare it for us. Tôi nghe họ giới thiệu là các món này ngon lắm. These dishes are very delicious. Cho nên xin Chúa ban phước chúng ta có một bữa ăn ngon. So may God bless you to have a wonderful time of fellowship and a wonderful meal. Rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trở lại để thờ phượng Chúa. Again at 10 a.m. Amen. 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 Amen.